Bây giờ học sinh học tăng ngày xưa rất nhiều. Nhưng đừng có nói là ngày xưa bọn tao khó lắm, bây giờ bọn nào dễ lắm. Không sẽ thấy đâu. Bây giờ các bạn học rất nặng. Các em bây giờ phải học rất nặng. Có thể ở đây khỏi cân nhắc. Xem hết livestream không được cấp bằng, nhưng học tốt hơn là điều mà thầy chắc chắn. Thật không à thầy, thế con học phí. Các em yên tâm mọi bài giảng đều được free. Gặp bài toán khó cứ đem lên tỉ thí. Thầy chỉ cho bí kíp ô dễ thôi, nhầm nhỏ gì. Ê, toán hình toán đại chớ ngại, có thầy cứ điểm cao mà quất. Ê, khó càng thú vị, lớp thầy nó vừa vui vừa chất. Ê, tối dù khuya thầy like stream là em lại căng tròn mắt. Ê, click vào ngay kèo lúc nhìn thấy điểm thi bụi bay vào mắt. Thầy khẳng định luôn, các em bây giờ phải học mấy cái khó lòi mắt. Tên tích phân kiểu này này, học sinh trên lớp của tôi làm hết tất cả bài bưng luôn, bế tích phân. Úi giời ơi, mày thì mừng đi. Thầy đã đây, thầy xem kỹ video này. Thầy đã đây, cứ tinh túy ở trong này. Vào xem ngay, lớp miễn phí nha chúng mày. Giờ lắng tai và nghe rồi like và share. Thầy đang đây, hãy xem kỹ video này. Thầy đang đây, cứ tinh túy ở trong này. Vào xem ngay, lớp miễn phí nha chúng mày. Giờ lắng tai và nghe rồi like và share. Nếu không có người yêu, cứ đến đây thầy phát. Thôi đùa đấy đừng yêu, bỏ đi mà học dứt khoát. Em lạc lõng trong cuộc đời, đến livestream sẽ khác. Thầy sẽ như Bích Phương giúp em trả lời những câu hỏi khác. Thầy luôn luôn online, luôn luôn quan tâm các học sinh yêu nhất. Tình yêu hôn nhân ăn chơi tương lai bao la những lời khuyên chất. Những gì tinh túy nhất thầy đã tóm tắt tổng hợp ở đây rồi. Mày không like không xem thì đừng có trách mai kia ra đê ngồi. Thầy khẳng định luôn, các em bây giờ phải học mấy cái khó lòi mắt. Tên tích phân kiểu này này, học sinh trên lớp của tôi làm hết tất cả bài bưng luôn, bế tích phân. Úi giời ơi, mày thì mừng đi. Thầy đang đây, hãy xem kỹ video này. Thầy đang đây, cứ tinh túy ở trong này. Vào xem ngay, lớp miễn phí nha chúng mày. Giờ lắng tai và nghe rồi like và share. Thầy đang đây, hãy xem kỹ video này. Thầy đang đây, cứ tinh túy ở trong này. Vào xem ngay, lớp miễn phí nha chúng mày. Giờ lắng tai và nghe rồi like và share. Alo. Sao to nhỉ? Chỉ lại à. Alo. Lâm siêu Arimoto. Rồi, Xin chào các bạn. Chào Nguyễn Văn Phúc này. Chào Trần Khải này. Chào Nhung Nguyễn này. Rồi, chào Thanh Vi. Chào Thu Trang. Chào Hoàng Phúc. Rồi, chào Kim Ngọc. Chào Trần Ngọc Sơn. Rồi chào Thủy đúng không? Tình avatar con mèo. À, lần này các bạn lại set avatar con vịt vàng hơi nhiều đấy. Chào Lê Ngọc, chào Phượng Phạm. Thì các bạn có avatar con vịt nổi hẳn bần bật luôn. Rồi chào Nam. Chào Nguyễn Thị Hải Yến, chào Ngô Nhật Mai. Chúng ta vào chào nhau một cái nhỉ. Nghe tậm tì tả. Các bạn có nghe rõ không? Các bạn check giúp thầy cái là các bạn có nghe mic của thầy có rõ không nhỉ? Rồi, chào Hương Giang, chào em đi thầy đó. Chào Ngọc Kim, các bạn thấy mic ok chưa? Mic đã ok chưa? Check. Mic ok rồi, các bạn comment số 1 cho thầy để thầy biết là nó ok rồi.
Nghe bị rè à? Sao vẫn bị rè á? Lạ nhỉ? Mic rè quá à? Để thầy kiểm tra lại cái nhỉ? Để thầy kiểm tra lại cái nhá, xem tại sao mic nó rè nhá. Alo, Dâm Siêu, Arigato. Mic rè quá. Alo, alo. Đúng ạ. Đúng là mic rè. Thế bây giờ các bạn đã thấy mic nó đỡ rè hơn chưa? Alo, alo. Mic đỡ rè chưa? Alo, mic đỡ rè chưa nhỉ? Em tha thiết chân thành chào thầy. Ôi dồi ôi, kinh quá. Alo, alo. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. To chưa, to chưa? Nó vẫn hơi rè rè nhỉ? Nó vẫn hơi rè rè, chưa hiểu tại sao. À, các bạn có đi cùng bạn của mình ấy, các bạn tát bạn bè vào giúp thầy nhá. Ok rồi đúng không? Rồi, mic ok rồi. Ok rồi đúng không? Mic nét rồi thầy ơi. Rồi, chào các bạn, chào Ngô Thị Thùy Linh, chào Hoàng Kiên. Chúng ta chào nhau một cái cho nó thân thiện. Biết mặt nhau cái. Thì các bạn phải comment nhiều nhiều một tí thì thầy mới nhớ được mặt các bạn. Đấy, có những bạn ấy comment nhiều trên fanpage của thầy, thầy nhớ luôn tên, biết ngay là bạn này có hay xem hay không. Thì những cái bạn mà hay xem hay comment ấy thì nó sẽ hiện lên một cái chữ là cái chữ fan cứng ấy. Tóc có cái gì đấy ai chà chà, con gì ta. Rồi, rồi em chào thầy tiếp. Hai thầy rồi, chào các bạn, chào Vũ Thị Thu Trang, chào Diễm Quỳnh, chào Dương Khánh Hà, chào Lan Anh. Ok, à nho nghe, à nho em. Rồi bây giờ thầy đố các bạn nhé. Rồi, chào các bạn. Rồi bây giờ thầy hỏi các bạn một câu như này. Ở đây bạn nào mà cảm giác là mình đang bị mất gốc một phần hoặc là toàn bộ phần hình không gian, comment cho thầy chữ M nhá, một phần hoặc toàn bộ. Tức là ở đây là chúng ta không biết cách nhìn hình này, các bạn không biết cách tính khoảng cách này, các bạn không biết cách tính góc này. Đấy, thì các bạn mà bị mắc một trong những cái lỗi trên, các bạn comment chữ M giúp thầy. Comment chữ M để thầy xem ở đây là có bao nhiêu đồng chí mất gốc. Bởi vì nhiều đồng chí nhá là không mất gốc đâu nhưng mà vẫn xin vào nhóm, thầy hiểu. Đấy, thấy các bạn thấy không? Rất ít bạn comment chữ M, chứng tỏ là ở đây là toàn năm vùng à.
có 5 vùng, tức là ở đây là pro rồi nhưng mà thích nằm vùng. Hãy xả trả mẻ mũi kiến thức hình à, mẻ à. Em mắc gốc toàn bộ, ok. Rồi, chào Dương Khánh Hà. Rồi. Rồi. Mình biết cách, mình khoảng cách, mờ khoảng cách, à mất gốc, khoảng cách, đường chéo lè lè mờ lè. Máy sẽ hai đường chéo nhau gì? À, rồi ok. Ờ, các bạn phải comment nhiều thì mới nhớ mặt được các bạn. Đấy. Ví dụ như kiểu là đây là có Ngọc Kim, từ nãy giờ phải comment 3-4 lần rồi, thì thấy ngay. Rồi, chào Hoàng Hồng Lâm. Chữ M, ok. Rồi, thế hỏi tiếp một câu số 2. Câu số 2. Ở đây bao nhiêu bạn sẵn sàng học với thầy 2 bài liền trong một buổi hôm nay? Học hết nhá, từ đầu đến cuối. Học, bạn nào sẵn sàng học hết từ đầu đến cuối trong buổi ngày hôm nay, comment cho thầy chữ H. Đấy, bạn nào sẵn sàng học hết từ đầu đến cuối cho thầy, comment chữ H. Và nhớ khi comment chữ H xong, không học hết, làm chó. mình phải động lực, mình học, mình phải cam kết với bản thân mình là mình phải học hết. Bây giờ mà mình mất gốc, xong rồi lúc sau người yêu nhắn tin. Ôi trời, anh ơi, em buồn quá. Đấy, nói chuyện với em đi. Xong rồi bắt đầu lại bỏ thầy. Xong rồi theo gái. Đấy, là chết dở rồi. Vạn lời thầy khuyên, nhưng mà không bao giờ bằng lời luyên thuyên của con bồ cả. Nên các bạn phải chú ý. Mình phải có cái lập trường về mặt trí tuệ nó vững. Nhớ chưa? Comment thầy chữ H là quyết tâm học hết với thầy. Nha, chữ H, quyết tâm học hết. Người yêu chỉ toàn dối gian, chỉ có thầy Đạt đồng hành cùng em thôi. Đấy, thơ ca các cụ là ngày xưa đã đúc kết rồi. Mà các bạn không nghe theo các cụ là các bạn có lỗi đấy. Nha, có lỗi đấy. Em vừa bỏ học live thầy Nhật để qua học thầy này. Úi xưa, chết là chuẩn rồi còn gì nữa. Chết là chuẩn rồi, đúng không? Mình thiếu cái gì mình học cái đấy. Văn thì nói thật là văn đấy. Học trong vòng tháng thôi là pro max rồi. Đấy, ngày xưa nhá, thầy học văn, thầy học đúng một ngày trước khi đi thi rồi. Học đúng một ngày, chắc học cái gì, học đúng một ngày. Đấy, thế mà nó đụt con 6. Đúng hơn là 6,5. Đấy, ngon lành cành đào. Ngày xưa thầy thi khối A, thầy không thi khối D. Nhưng mà học đúng một tối thôi, 6,5 ngay. Nắm được ý chính. Mình phải biết cách học, học thông minh. Chứ cày cuốc văn cả năm làm cái đấy gì. Đấy, viết dài, viết dại là dài dài thành dại. Rồi. Văn không quan trọng. Được chưa? Thầy các bạn đã rút văn như thế là học buổi tối là xong. Các bạn học chắc là tháng. Kiểu gì chẳng được 8 cộng, đúng không? Dễ không. Rồi. Thầy có xóa like không thầy? Không. Rồi bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn qua một chút về cái cách học của chúng ta. Ôi giời ơi. Về cách học. Ê, mặt thầy đâu rồi? Về cách học một chút nha. Về cách học này. Thứ nhất ấy là chúng ta sẽ có cái cách học như sau. Ở đây tất cả các bạn đều phải khi học với thầy, mặc dù đây là một cái khóa mà thầy livestream hoàn toàn là miễn phí cho các bạn, miễn phí hết. Nhưng để mà có cái hiệu quả tốt, bởi vì cái mục tiêu của thầy đưa ra là khi mà thầy livestream như này, thầy đều muốn các bạn có một cái hiệu quả nó tốt. Và sau khi các bạn học xong mấy buổi với thầy thôi là các bạn đã có được cái nền tảng học không gian nó tốt. Và đến khi mà mình sang cái lớp 12 các bạn sẽ mượt. Mượt mà luôn. Nhớ chưa? Mượt mà. Thì để có được cái điều đấy thì các bạn phải luyện tập giống như các bạn học trong khóa học của thầy. Cũng như các bạn học ở lớp offline của thầy. Thì cách làm như sau. Đầu tiên các bạn phải đăng ký cho thầy một cái tài khoản. Được chưa? Đăng ký một cái tài khoản. Đây. Các bạn vào trong cái trang web là luyenthitiendat.vn. Được chưa? luyenthitiendat.vn. Để kéo cái trang web này xuống cho các bạn. Đấy, các bạn thấy trang web chưa? Rồi các bạn vào trang luyenthitiendat.vn nhá. Rồi các bạn ấn vào phần đăng nhập vào học. Ấn đăng nhập vào học.
tí nữa nhá, cuối giờ nhá, thầy đang hướng dẫn để cuối giờ các bạn làm đấy. Cuối giờ các bạn nào mà chưa có tài khoản ấy, các bạn sẽ ấn đăng ký giúp thầy. Đăng ký tài khoản thì đơn giản thôi, khi các bạn đăng ký xong các bạn ấn đăng nhập thôi, một phát đấy, một phát nó vào được lớp. Thì ở đây thầy có một cái lớp cho các bạn sẵn là lớp lấy công không gian này này đấy, mã lớp 99 nhá, ấn vào đây thôi, lấy công không gian. Thì ở đây có các bài rồi, đây là thầy đã để lịch phát hành cho các bạn, tức là đến ngày mai thôi, đến 0:00 là thầy sẽ public cho các bạn cái đề luyện tập ở trên này. Cái đề này là các bạn trong này thầy sẽ demo cho các bạn xem nó như thế nào nhá. Khi đây là ngày này, ngày phát hành này, nó đều ghi lịch phát hành. Đây thầy zoom ra cho các bạn xem cái lịch phát hành chưa. Rồi thì bây giờ các lớp khác, ví dụ thầy lấy cái lớp lớp S1 của thầy nhá, lớp học theo chuyên đề nhá. Thì đây này, cái lớp này các bạn ấn vào phần bài học, các bạn thấy ngay có các bài ở đây, thì nó sẽ hiển thị y hệt như này. Nó có ngày phát hành, phát hành ra một phát thì có nút video, nút làm bài tập và nút tải file đề. Thì các bạn có thể sau khi thầy dạy xong, thầy sẽ up cho các bạn cái video lên đây luôn, là các bạn ấn vào đây các bạn có thể xem lại được cái này. Xịn xò không? Đấy, ấn vào xem lại được. Được chưa? Rồi các bạn ở dưới là có file đề luôn cho các bạn. Các bạn kéo dưới các bạn đọc. Các bạn bảo là ôi giời, bây giờ em muốn tải về thì em làm như nào thầy? À, tải về thì easy game. Em chỉ cần ấn vào đây cho thầy, cái nút bên cạnh, ấn vào đây. Được chưa? Rồi em ấn download ở đây mà phát là xong, một nút tải này. Đó, nhá. Và bây giờ là thầy bắt buộc là các bạn phải làm bài tập về nhà. Thì cái bài tập về nhà ấy, các bạn sẽ phải ấn vào cái nút này để làm này. Nút này để làm bài tập về nhà, ấn vào đây một phát. Nó sẽ hiển thị cho các bạn cái bài. Nên đây là bài thầy làm rồi. Đấy, không nói. Thì bài nào chưa làm thì nó sẽ có cái nút phần bài tập về nhà, ấn vào đây một phát. Thấy không? Nó sẵn sàng làm bài. Thì nó sẽ bấm giờ cho các bạn để làm luôn. Bấm giờ để làm đây, các bạn thấy thời gian chạy không? Chạy đấy. Đấy, các bạn làm, các bạn điền đáp án vào đây. Thì sau khi các bạn điền vào đây, thầy cái hệ thống của thầy sẽ tự động chấm điểm cho các bạn và cho các bạn cái đáp án chi tiết. Nhớ chưa? Đáp án chi tiết. Thì trong khóa học của thầy cũng thế thôi. Đấy, để các bạn thấy một loạt bài này, tỷ tỷ bài trong khóa S1. Tức là trong này nó sẽ hỗ trợ giống như khóa S1 của thầy, các tính năng y hệt để các bạn trải nghiệm, mặc dù nó hoàn toàn miễn phí nhá. Thì các bạn nhớ làm bài tập về nhà, nhớ để ý hạn deadline để phát hành. Ok. Và làm bài tập về nhà nó có deadline, chứ không phải các bạn thích lúc nào làm lúc nào mà làm. Trong trường hợp là nếu như các bạn mà không làm bài tập về nhà ấy, là các bạn sẽ bị kích ra khỏi hệ thống, khỏi cái app này khi các bạn không làm bài tập về nhà, bởi vì trên này nó hiển thị điểm của các bạn mà. Đấy, hiển thị điểm của các bạn, đây các thành viên. Điểm của các bạn như thế nào? Phải nộp, nhớ chưa? Phải nộp nhá. Rồi. Thế thôi. Đấy, đăng nhập, nhắc lại đăng nhập vào. Nó ra lớp lấy các không gian cho các bạn. Ok chưa? Và tí nữa là thầy đã hướng dẫn cho các bạn là cách vào app như nào. Các bạn mở kéo xuống dưới cái post ở dưới, thầy đã up cho các bạn ở trong nhóm rồi đấy, cách để truy cập vào đây đăng ký và đăng nhập vào học như thế nào. Nhớ chưa? Thì bạn nào mà bảo là ôi em nhà em không có máy tính, em dùng trên điện thoại được không thầy? Được em dùng trên điện thoại được. Cách dùng trên điện thoại như sau. Đây, các bạn vào cái trang luyện thi tiến đạt.vn cho thầy nhá. Các bạn kéo xuống cuối ấy. Đây, có cái phần đây này. Ví dụ em dùng iOS, dùng iPhone ấy, em ấn vào đây. Em dùng Android, em ấn vào đây. Là có cái app để tải về cho các bạn. Nhớ chưa? Có app để tải về, để học cho các bạn. Tài khoản đăng nhập nó đều đồng bộ với nhau hết thôi. Dùng app hay dùng trên máy tính đều được. Nhưng thầy khuyến khích là các bạn dùng trên máy tính. Thì nó sẽ nhìn to hơn nhá, nhìn mặt thầy nó rõ hơn. Ok chưa? Đấy, miễn phí nhưng mà nó phải làm việc nó có tâm. Chứ còn làm theo cái kiểu mà kiểu cho mà cái kiểu nó lởm khởm ấy, thì thầy không thích cái điều đấy. Đã cho là phải hiệu quả nhá. Rồi, thì bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa nhỉ? Đấy chưa? Sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa? Sẵn sàng rồi, các bạn comment sẵn sàng giúp thầy nhá. Sẵn sàng rồi, comment sẵn sàng giúp thầy. Sao em không truy cập mã lớp được á? À, các bạn đăng ký tài khoản một phát là auto được vào lớp luôn, không cần phải nhập mã lớp. Đấy, đây là cái quà tặng thầy chặn tặng cho các bạn. Nhưng mà đến ngày hết ngày hôm nay là thầy đóng cái tính năng đấy. Thế là những bạn đăng ký sau là sẽ không có cái điều đấy nữa nhá. Nên các bạn mà có bạn bè gì mà muốn học ấy, thì các bạn phải bảo các bạn đăng ký ngay trong ngày hôm nay, bởi vì ngày mai là không được vào lớp tự động như thế nữa đâu. Nhớ nhá. Miễn phí. Khóa này miễn phí mà. Sướng chưa? Rồi, sẵn sàng. Sẵn sàng in hoa luôn à? Ừ. Thì đầu tiên này, cái mà các thầy cô ở trên lớp các bạn ấy
hay để quên cái việc này, đó là cái việc dạy các bạn cách vẽ hình. Bởi vì với cái kinh nghiệm là người đi nghiên cứu đề rất là lâu rồi, thì khi mà thầy biết hết các dạng đề ở trong cái đề thi đại học, ở phần hình học nó hỏi các bạn những dạng gì, thì thầy đều nắm được cái mặt hình của nó. Quanh đi quẩn lại, bộ giáo dục nó chỉ có một vài mặt hình thôi. Và nếu như các bạn đã thuộc được cái mặt hình ấy, thậm chí có những cái bài các bạn không cần vẽ hình ra, các bạn khoanh ngay đáp án. Tại vì cái hình này các bạn đã quá quen thuộc rồi. Tưởng tượng luôn đường cao là gì, tưởng tượng luôn diện tích đáy là thằng nào, các bạn nhầm một phát ra kết quả luôn. Khoảng cách cũng thế luôn, không cần phải vẽ hình luôn. Thì để đạt được cái trình độ đấy thì các bạn phải nắm được cái cách vẽ hình. Bởi vì trong cái phần vẽ hình nó sẽ có một cái khái niệm, đó là tỷ lệ vàng. Thì nếu như các bạn nắm được cái tỷ lệ vàng này thì cái việc vẽ hình các bạn sẽ ra rất là nét và đẹp. Rất là đẹp. Và khi hình nó đẹp, hình nó rõ, thì cái việc làm bài nó rõ. Chứ còn các bạn mà vẽ hình không ra, nó bị sai cái tỷ lệ đi, thì rất nhiều khả năng là các bạn sẽ làm cái bài nó bị khó khăn hơn. Thầy lấy example cho các bạn như này nhé. Thầy ví dụ cho các bạn. Bây giờ nó cho các bạn là hình chóp SABC, đúng không? SABC. SA một góc với đáy. Mà ở đây ấy, các bạn vẽ hình như này. Thầy dặn em đấy là hình vuông. À, cô em trên lớp dạy là em phải vẽ thành hình bình hành. Ok, em vẽ thành hình bình hành. Ổn chưa? Đúng hình bình hành luôn. Đấy là hình bình hành. Rồi, em có SA một góc với đáy. Cô em dạy là SA một góc với đáy thì em có thể kẻ thẳng đứng lên. Đúng rồi, nghe thẳng đứng lên. Xong. Rồi. Rồi em nối các điểm vào với nhau. Chuẩn đấy chưa? Chuẩn rồi nhá. Rồi cô em dặn là có nét đứt. Ừ, em có nét đứt. Ok, em có nét đứt. Nhưng em sẽ nhận ra một vấn đề ở đây này. Các em nhìn cái mặt, mặt bên này, bây giờ thầy gọi là mặt SAB đi. Thế em nhìn mặt SAB nó bị bé không? Nó rất là bé. Khi SAB nó bé, thì bây giờ cái bài toán nó bảo là A lấy O là trọng tâm tam giác này, thì các bạn lại lấy hai đường giao nhau. Rồi các bạn lại bảo là tìm khoảng cách từ điểm M chỗ này, điểm O chỗ này, đến cái mặt phẳng gì em? Đến một mặt phẳng nào đó. Thì các bạn nhận ra là cái hình chỗ này này, nhìn nó díu dít với nhau. Khi hình nó díu dít với nhau kiểu như này, các bạn làm rất là khó. Chưa kể nó còn thêm nhiều đường nữa, giao nhau các kiểu nữa. Thì lúc đấy các bạn sẽ bị rối hình. Mà khi bị rối hình thì các bạn không thể làm ăn bất kỳ một cái gì được. Nên cái yêu cầu của thầy ở đây là các bạn phải vẽ đúng tỷ lệ. Và các thầy cô trên lớp lại không dạy các bạn cái điều này. Và nhiều khoa học gia cũng thế, là không dạy các bạn cái điều này. Và hôm nay là thầy sẽ dạy các bạn một cái tỷ lệ vàng. Thì các bạn có thể vẽ được bất kỳ mình nào. Nó phải chuẩn, nó đúng đã. Rồi mình mới nhìn được và mình sẽ xử lý cái bài toán đấy. Nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn này. Nhìn nhá. Cách vẽ hình không gian. Thì ở trên phần caption của cái buổi live ngày hôm nay, thầy đã cho các bạn cái file đề. Và trong file đề các bạn có thể in ra cái lý thuyết mà hôm nay thầy đã nói cho các bạn. Được chưa? Đấy, nói cho các bạn. Thì mặc dù thầy đã in sẵn vào đề cho các bạn rồi, nhưng thầy vẫn muốn là các bạn tự tay vẽ được cái hình này vào vở. Các bạn đã sẵn sàng chuẩn bị hết bút vở chưa? Nếu như các bạn đã chuẩn bị hết sẵn bút vở rồi, các bạn comment chữ bờ cho thầy. Nào, comment chữ bờ cho thầy nào. Comment chữ bờ là các bạn đã chuẩn bị bút vở, các bạn đang học với thầy rồi. Comment chữ bờ giúp thầy. Phải chuẩn bị bút vở thầy mới dạy các bạn được. Thấy chưa? Nào, comment chữ bờ cho thầy nào. Rồi, chữ bờ. Chữ bờ không phải, chữ B không phải là chữ bờ ấy, bờ. Tâm mệt mỏi hương giang quá. Nào, chữ bờ nha, chuẩn bị sẵn bút vở nha. Thứ nhất, những cái điều lưu ý khi các bạn vẽ hình không gian đẹp và chuẩn thì các bạn cần lưu ý như sau. Thứ nhất, mặt phẳng đáy được vẽ là nằm ngang và theo cái dạng là hình bình hành hoặc nửa hình bình hành. Thấy chưa? Mặt đáy vừa phải, không hẹp cũng không quá rộng. Các bạn vẽ bị rộng quá hoặc bị hẹp quá thì đều nhìn khó cả. Vừa vừa thôi. Tốt nhất là thầy lấy là 3 đến 4 ô vở là vừa. 3 đến 4 ô hàng ấy. 3 đến 4 hàng là vừa. Các đường bị ẩn hoặc bị che khuất thì các bạn sẽ ghi ở nét đứt. Còn đường nào mà nhìn thấy các bạn sẽ ghi ở nét liền hết. Thì ở đây cái mặt nào chỉ cần chứa một đường nét đứt thôi thì cũng là mặt không nhìn thấy. Còn mặt nào mà chứa tất cả các đường toàn là nét liền thì nó sẽ là mặt nhìn thấy. Còn
mặt đáy là hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi. Khi học hình không gian các bạn đều vẽ cho thầy nó là hình bình hành. Cái này rất quan trọng này. Tất cả nhá, đừng có vẽ vuông đét, hình vuông, chữ nhật, hình thoi hay hình bình hành, đều vẽ là hình bình hành cho thầy. Và ở đây các góc vuông ấy các bạn nên chú thích vào trong hình cho thầy để các bạn dễ dàng được nhìn được cái tính chất của hình lúc các bạn làm bài tập. Nhớ chưa? Và các đường song song khi vẽ trung điểm, đấy, đường thẳng song song khi vẽ trung điểm thì cần phải vẽ chuẩn. Vẽ chuẩn. Trung điểm thì nó vẫn là trung điểm, song song thì bắt nó phải song song với nhau. Nhưng nếu như đường thẳng nằm ở trong mặt phẳng cắt nhau thì nên vẽ về bên trái hoặc bên phải, hạn chế vẽ đằng sau. Được chưa? Hạn chế vẽ đằng sau. Rồi. Và khi các bạn vẽ hình ấy, giải bài tập nó sẽ dễ dàng hơn. Ở đây thì thầy sẽ có cho các bạn là những cái hình mẫu mặt hình đầu tiên ở trong đề thi đại học, đó là cái khối chóp SABC với đáy là một tam giác có SA vuông góc với đáy. Cái buổi live này có xe được không thầy á? Võ Minh Luân không nhá. Đáy này trong nhóm kín, chỉ trong nhóm kín được nhìn thấy thôi. Được chưa? Và sau buổi hôm nay là bạn nào mà không làm phải làm bài tập ấy là sẽ kích hết ra khỏi nhóm mà trên khỏi ác, nên các bạn vui lòng là để hiệu quả thì mặc dù là khóa miễn phí thì tặng cho các bạn đấy. Dù là các bạn có học tiếp với thầy hay không, hay là đăng ký học hay mua sách hay không thì không quan trọng, cái đấy thì thầy giúp được cái gì thầy giúp nhá nhá. Bây giờ các thông tin về khối chóp SABC. Thứ nhất này, khi SA vuông góc với đáy, cách vẽ thằng hình này, đây là cái hình chuẩn của nó, là hình bên tay phải của chúng ta đây rồi, hình đây. Tuy nhiên để vẽ được hình này các bạn cần phải tuân thủ những cái nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, các bạn sẽ vẽ cho thầy cái đáy trước đã. Đấy, bước 1 là các bạn vẽ đáy ABC. Vẽ đáy ABC và các bạn sẽ vẽ nhớ thầy nguyên tắc tam giác. Các bạn vẽ kể cả đáy người ta nói cho các bạn là tam giác cân hay đáy người ta nói là tam giác đều thì các bạn luôn luôn vẽ nó là tam giác thường cho thầy. Tam giác thường hết. Và cách vẽ tam giác thường chỗ này các bạn nhớ thầy là vẽ cho thầy một cái đường ngắn và một cái đường dài hơn. Đấy chưa? Đường ngắn, đường dài. Và đường sau của chúng ta luôn luôn là nét đứt. Rồi. Và AB và BC nét liền. Nhớ nhá, một ngắn, một dài nhá. Lúc này sang bước số 2, các bạn vẽ cho thầy một cái đường cao là nét liền. Thì từ đây, cách vẽ đường cao SA vuông góc với đáy từ A này, các bạn bắt đầu kẻ thẳng đứng lên cho thầy. Thẳng đứng lên SA vuông góc với đáy. Được chưa? Và bước 3, bước cuối cùng là các bạn nối với S với các đỉnh còn lại. Thế là xong. Được chưa nhỉ? Các bạn vẽ xong. Hình đơn giản nhất. Cái đàm có vào đáy. Thế lúc này các bạn nhìn cái mặt nào của mình cũng nhìn nó to. Thì nhìn nó dễ. Được chưa nhỉ? Đấy. Đủ 3 bước nhé. Rồi các bạn vẽ hình vào vở giúp thầy nào. Vẽ hình vào vở. Tuân thủ đúng các bước. Vẽ hình vào vở. Thì zoom nhỏ lại. Được chưa? Tuân thủ đúng các bước. Để vẽ nhé. Rồi. Từng bước một. Alo ạ. Cô Y Gen, hình như vẫn còn đấy, nhưng mà con đang dậy nhé, tí nữa con gọi lại. Rồi, bây giờ các bạn thấy nhá, vẽ xong hình đầu tiên rồi, hình số 2 ở đây. Hình số 2, đây là hình chóp SABCD. Có đáy ABCD các bạn là một hình chữ nhật. Đáy của chúng ta có thể là hình vuông, hình thoi. Thì cách vẽ như thế nào? Đây, hình chuẩn của nó vẽ như thế này. Thì làm thế nào để vẽ được hình? Các bạn nhìn cái cách vẽ này. Bước đầu tiên ấy, bước 1 là các bạn vẽ cái đáy ABCD giúp thầy. Được chưa? Vẽ đáy ABCD giúp thầy. Thì với ABCD của chúng ta là có hai cách AB với AD là nét đứt, BC và CD là nét liền. Được chưa nhỉ? Sau đó các bạn vẽ SA vuông góc với đáy là từ SA này các bạn kẻ thẳng đứng lên. Đứng lên. Đó, đường vuông góc với đáy. Như thế, SA vuông góc với đáy. Sau đó các bạn nối S với cả các điểm ABCD với nhau. Và khi các bạn vẽ cái đáy kiểu này, các bạn nhớ cái góc phát chỗ này này. Góc phát chỗ này, dù đáy chỗ này có thể là góc vuông, nhớ chưa? Nhưng mà khi các bạn vẽ cái góc phát chỗ này này, không được phép vượt quá 60 độ. Nên đẹp nhất chỗ này, các bạn nên cái góc này này. Các bạn ước lượng tầm 45 độ. Là đẹp trai. Nó phải vát đủ. Đây này, đây gọi là vát. Vát đủ. Vát đủ. Nó tạo thành góc 45 độ. Chứ có các bạn ấy mà vẽ cái góc này nó bị to quá này. To quá. Thì lúc này cái mặt phẳng SAB các bạn sẽ bị như lúc nãy. Nó bị rất là bé.
bạn nhìn thấy không, rất là bé. Nên thầy yêu cầu các bạn khi vẽ được cái hình này thì cái góc này các bạn nên vẽ vát nhiều nó sang tầm 45 độ. Nhớ nhá. Rồi. Các bạn đã thấy hình số 2 ok chưa? Hình số 2 ok rồi, các bạn comment 2 ok giúp thầy. 2 ok. 2 ok giúp thầy. Hình số 2 ok rồi, các bạn comment 2 ok giúp thầy. Cả lớp phải comment, được chưa? Thì các bạn mới tham gia buổi học, chứ đừng có ngồi cưỡi ngựa xem hoa. Thế nó buồn cười ra. Thế thì các bạn học nó không vào được ấy. Rồi. Hai ok nhá. Đấy, tỉ mỉ chi tiết không? Lấy góc không gian phải như thế chứ. Các cái bài khác thầy dạy nó phải chi tiết từng bước một. Đến khi kể cả những cái bạn mà trung bình các bạn vẫn có thể học được. Hình số 3 đây là hình chóp ABCD. Có đáy ABCD là một hình thang vuông và SA nó vuông góc với đáy. Hình thang vuông trong cái đề bài ấy, thì đây thầy muốn lưu ý cho các bạn một điều như này. Trong hình thang vuông thì đầu tiên các bạn vẫn vẽ đáy của mình là hình thang nhé, vuông. Thì lúc này các bạn hãy ký hiệu hai góc vuông mở ở đây. Ví dụ đề bài này đang cho các bạn là nó vuông tại A và D. Được chưa? Vuông tại A và D. Sau đó thì các bạn sẽ vẽ một cạnh dài một cạnh ngắn, thì cái cạnh ngắn này đấy, các bạn nên vẽ ở phía trước và cạnh dài các bạn nên vẽ ở phía trên, được chưa nhỉ? Rồi cạnh sau và cạnh bên trái của mình luôn luôn là nét đứt rồi, nó bị khuất đi mà. Sau đó các bạn vẽ cho thầy từ A, các bạn kẻ thẳng đứng lên, nó đường là SA, nó sẽ vuông góc với đáy. Rồi đến đây các bạn nối các điểm lại với nhau là xong. Tuy nhiên có một cái điều chú ý này, đây là một cái giả thiết mà cái đề thi đại học rất thích cho các bạn khi nó hỏi các bạn liên quan đến cái đáy là hình thang vuông. Đó là gì? Nó cho các bạn cái tỷ lệ nhá. Đề thi đại học này, tỷ lệ 1 này, 1 và 2. Tức là đây AB bằng 2 lần AD bằng 2 lần DC. Tỷ lệ đại học rất thích cho các bạn cái tỷ lệ này. Tại sao lại như thế? Tôi sẽ vẽ hình chuẩn cho các bạn ra. Để hiểu ngay tại sao đề thi đại học nó cho các bạn như thế. Đây, tỷ lệ 1, 2, 2. Đấy, nó cho các bạn như sau này. Đây là A này. Đây là D này, đây là C này, đây là B đúng không? Rồi, vuông tại A và D. Còn nét chưa? Thì ở đây có một cái góc vuông nó bị ẩn đi, đó là cái góc này này. Đấy, các bạn vẽ vào các bạn mới thấy. Nếu như tỷ lệ của chúng ta là 2, 1, 1. Được chưa? Thì chỗ này sẽ là góc vuông. Tại sao là góc vuông? Thì chứng minh thằng này rất là đơn giản. Thì các bạn kể thằng này vuông góc vào. Thì nó rơi vào trung điểm chưa? Đúng không? Thì đây là hình vuông này, 1, 1, 1. Thì đường trung tuyến bằng một nửa cạnh huyền, tức là CM ấy, nó bằng một nửa AB, thì nó là tam giác vuông. Chỉ có tam giác vuông thì đường trung tuyến bằng một nửa cạnh huyền thôi. Thế chưa? Nên ở đây có một góc vuông, và người đề bài người ta không cho các bạn góc vuông này đâu, mà các bạn phải tự suy ra cơ. Thì thầy lưu ý cho các bạn là cái tỷ lệ 211, cả lớp comment thầy 211, cả lớp comment 211. Để mình nhớ được hôm nay mình học hình thang có tỷ lệ 211, nó có một góc vuông nhá. 211, cả lớp comment nào, 211. 211. Rồi, chào Việt Anh. Tỷ lệ 211. Để nhớ bài, hôm nay mình đã học được cái hình thang 211. Tiếp nhau. Hình chóp tiếp theo. Đấy. Của các bạn đó là hình chóp về tam giác đều SABC. Cho hình chóp tam giác đều SABC thì đáy các bạn là một tam giác đều, được chưa? Đáy là một tam giác đều. Thì tam giác đều thầy dặn các bạn là cách vẽ của nó giống như hình gì? Tam giác thường, được chưa nhỉ? Tam giác thường. Thì chóp đều là chóp gì? Là chóp có các mặt nó đều giống nhau. Chứ nhiều bạn bị nhầm đây này, nhiều bạn bị nhầm là chóp tam giác đều là chóp có tất cả các mặt là tam giác đều. Đấy là cái quan niệm sai, nhớ chưa? Đấy là quan niệm sai. Bởi vì mà chóp ấy tam giác đều mà có các mặt nó đều là tam giác đều ấy, mà các mặt đều bằng nhau ấy, đấy được gọi là tứ diện đều. Tứ là bốn, diện là mặt, tứ diện đều là bốn mặt đều giống nhau. Còn chóp tam giác đều đơn giản là khối chóp có đáy là một tam giác đều, nhớ chưa? Đáy là tam giác đều và cái đường cao của nó sẽ đi qua trọng tâm của cái tam giác ABC, tam giác đáy. Và các cạnh bên của tam giác đều thì nó bằng nhau. Được chưa? Đấy,
và các mặt bên của nó là 80 cân, 80 cân, đấy chưa, nó đều là 80 cân hết, cạnh bên bằng nhau thì nó 80 cân rồi. Thì cách vẽ hình của thằng này như sau các em ạ. Thứ nhất là cách vẽ hình như sau. Bước 1, các bạn sẽ vẽ đáy là một tam giác thường như bình thường của thầy. Bước 2, các bạn sẽ xác định được cho thầy là trọng tâm của đáy. Trọng tâm của tam giác đều nó chính là giao điểm của hai đường trung tuyến, đúng không? Giao điểm của hai đường trung tuyến. Hoặc là các bạn vẽ một đường trung tuyến thôi, các bạn lấy cho thầy cái tỉ số là 2/3. Được chưa nhỉ? Lấy tỉ số là 2/3. Sau đó thì từ cái trọng tâm G này, đấy, các bạn vẽ các thầy kẻ thẳng đứng lên giúp thầy, kẻ thẳng đứng lên. Các bạn sẽ được cái thằng SG nó vuông góc với đáy. Thì đấy là đường cao trong tam giác đều, chóp tam giác đều. Lúc này thì chúng ta chỉ việc nối S với ABC là hết bài. Nhớ chưa? Đấy, ABC hết bài. Rồi, các bạn xem lại cái hình chóp đều các bạn đã vẽ ok chưa? Nếu như vẽ hình chóp đều ok rồi, các bạn comment 4 ok. Hình số 4 đã ok. Yeah, hình số 4 ok. Nhiều bạn vẽ sai lắm. Sai hình này lắm, mà vẽ hình này nhìn xấu lòi ra. Thì các bạn chú ý cái cách vẽ là gì? Đây này, thằng nào mà đi dở hơi đi vẽ nó tam giác đều luôn ấy, cái tam ABC này thì SG ấy nó bị trùng luôn cái SB. Nên bắt buộc ấy phải vẽ lệch nó sang, tam giác thường phải vẽ lệch nó sang thì cái mặt SBG các em mới nhìn thấy được nha. Rồi. Tiếp tục, thầy sang câu hình số 5 là chóp tứ giác đều SABCD. Chóp tứ giác đều là gì? Đây, phân biệt nhé. Chóp tứ giác đều các bạn đừng có nhầm sang tứ diện đều nhé. Tứ giác đều. Giác là gì? Giác là cạnh. Tứ giác đều là bốn cạnh nó đều bằng nhau. Và tứ giác đều nó phải là bốn cạnh bằng nhau và bốn góc bằng nhau. Thì nó phải là hình vuông. Chứ đừng có nhầm sang là hình thoi nhá. Thì ở đây cách vẽ hình sau. Thứ nhất, đáy của chúng ta ABCD sẽ là một hình vuông. Đường cao là SO với O là tâm của hình vuông. Vậy các bạn nhận ra từ hình 4 và hình 5, cứ chóp đều là cái chóp mà có đường cao đi qua tâm của đáy. Đúng không em? Đi qua tâm của đáy. Nhá. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có được là các cạnh bên nó sẽ bằng nhau. Được chưa nhỉ? Và các mặt bên là tam giác cân. Cách vẽ hình như sau. Các bạn nhớ là các bạn phải vẽ được hình đã. Lấy góc không gian thì đi từ đầu luôn. Là lấy gốc cho đến phần tính khoảng cách, rồi đến tính góc. Thế dạy hết các bạn cái đoạn đấy. Nhưng mà chúng ta phải đi từ những cái bước đầu tiên là phải vẽ hình chuẩn đã. Bước 2 là vẽ cái mặt đáy bằng cách như sau. Các bạn vẽ cho thầy cái đáy là một hình bình hành thì đáy là hình vuông đúng không em? Góc vuông. Sau đó các bạn lấy giao điểm hai đường chéo thì hai đường chéo của hình vuông sẽ được gọi vuông góc với nhau. Khi các bạn có được điểm O rồi là hai đường chéo xong rồi, các bạn sẽ vẽ đoạn thẳng SO thẳng đứng lên. Đấy. Và đến đây các bạn nối S với ABCD thế là hết bài. Nhá. Sẽ hình chóp đều. Có đường cao đi qua tâm của đá giác đáy. Được chưa? Đấy cách vẽ hình của chúng ta. Rồi đấy là hình số 5. Đấy, hình số 5. Hình 5 ok chưa? 5 ok rồi các bạn comment số 5 thôi. Cho nó nhanh. Comment số 5. Thầy dạy chậm thôi đợi em. Cái này có cái gì đâu. Thầy chỉ nói nó lướt qua thôi. Bởi vì cái này hầu như các bạn đều biết rồi. Lớp 12 rồi. Thì cái file đề các bạn thể tự vẽ lại ở đâu. Vẽ lại ở trong tờ đề thì đã vẽ cho các bạn rồi đấy nhá. Rồi vậy đáy là hình vuông không được, chỉ được vẽ đáy là hình bình hành thôi, vuông chữ nhật bình hành thôi, đều vẽ là hình bình hành. 5 nhá, comment số 5. Hình số 6 đây là chóp SABC có mặt bên đấy SAB vuông góc với mặt đáy ABC. Và có đáy các bạn là một tam giác đều hoặc cả tam giác vuông, tùy tam giác gì cũng được. Thì cái quan trọng đây này, cái cách vẽ hình mặt bên vuông góc với mặt đáy. Vuông góc với mặt đáy. Được chưa? Thì cách vẽ hình thằng này như thế nào? Như sau. Khi mà nó cho các bạn ấy, cái mặt bên vuông góc mặt đáy thì các bạn hãy nhớ cái đường cao của nó. Luôn vẽ SH vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Ví dụ người ta cho các bạn SAB vuông góc với đáy. Đúng không? Vuông góc với đáy thì nó vuông góc với đáy thì cái giao tuyến chung của hai cái ông này là ông AB. Thì các bạn phải vẽ được ông SH ấy vuông góc với giao tuyến. Tức là SH nó phải vuông góc với AB. Nhớ chưa? SH vuông góc với AB. Thì cách vẽ hình như sau. Người ta hỏi các bạn là vẽ mặt phẳng SAB vuông góc với đáy thì bước 1 các bạn vẫn vẽ đáy là một tam giác bình thường, đúng không? Đấy, như hình trên. Bước 2, các bạn tìm đường cao.
thì người ta cho các bạn là SH mặt phẳng SAB móc vào đáy, SAB móc vào đáy. Thì các bạn nhớ đường cao của mặt bên là gì? Là đường cao của cột chóp. Đường cao mặt bên. Mặt bên chính là đường cao của chóp. Nếu như nó chưa có các bạn, mặt bên SAB là một tam giác cân hoặc là tam giác đều, thì H ở đây nó sẽ là rơi vào trung điểm của AB. Bởi vì tam giác cân hay tam giác đều thì đường cao nó là đường trung tuyến mà, đúng không? Còn tam giác thường thì các bạn sẽ vẽ lệch nó ra, H nó lệch nó ra, và các bạn kẻ thằng S lên đây. Nếu mà nó là tam giác thường thì thường đề bài trong đề thi đại học nó hay cho các bạn là một tam giác đều hoặc là tam giác cân. Thì lúc này các bạn vẽ SH xong rồi thì đến đây các bạn nối S với ABC, thế là hết bài nhá. Bước 3 nối vào. Đấy, cách vẽ hình của cái chóp có mặt bên vuông góc với mặt đáy. Rồi. Thầy nói chuyện nhẹ nhàng như đang kể chuyện ma. Tao lại gào thét bây giờ, căn bản là họng đang đau nhưng không gào được. Các bạn vẽ hình này ok rồi nhá. Các bạn ok câu hình này rồi, các bạn comment 6 chứ thầy. 6 ok. 6 ok. 6 ok. Sáu ok. Rồi. Sáu ok. Rồi hình số 7 cũng tương tự như thế. Đây là hình chóp SABCD có mặt bên SAB vuông góc với mặt phẳng đáy ABCD, và có đáy là hình chữ nhật hoặc là hình vuông hoặc là hình thoi, thì các bạn vẽ hình như thế nào? Đấy, thì bây giờ cách vẽ hình này, thứ nhất đáy của chúng ta là hình chữ nhật hay hình vuông hay hình thoi thì các bạn vẫn vẽ là hình bình hành, được chưa? Cái đường cao SH của các bạn luôn vuông góc với cả giao tuyến của cái mặt phẳng vuông góc. Ví dụ đề bài đặt cho các bạn là mặt phẳng SAB nó vuông góc với mặt phẳng ABCD thì giao của hai mặt phẳng này là thằng nào? Giao của hai thằng này các bạn nhìn tên nó biết ngay là thằng AB. Lúc này các bạn vẽ SH vuông góc với AB là xong, đúng không? SH vuông góc với AB thì thầy sẽ vẽ hình như thế này. Vẽ đầu tiên là vẽ được cho thầy cái mặt đáy trước đã, đấy là hình vuông hay bình hành thì vẽ là hình bình hành hết. Sau đó nó bảo là mặt phẳng SAB vuông góc với mặt đáy thì các bạn phải vẽ SH vuông góc với giao tuyến chung là AB. Thì nếu như SAB là một tam giác đều hay tam giác cân thì các bạn phải lấy H là trung điểm của AB. Từ đây các bạn kẻ thẳng đứng nó lên là giao điểm S, được chưa? Nhờ giao điểm S, và lúc này các bạn nối S với ABCD, thế là hết bài nhé. Thế là hết bài. Chú ý nhá, nó giống như cái hình số 6 đấy. Đấy, đều lấy H là trung điểm. Cách vào mấy lớp khác trong app thì làm sao hả thầy? À rồi, thế thì cái lớp này là cái lớp dành cho những cái bạn đóng phí rồi thì các bạn ý có một lớp riêng đấy thôi, chúng ta sẽ lớp đóng phí thì thôi, bạn nào mà quan tâm thì các bạn cứ inbox cho thầy nhá. Còn trong cái lớp học này thì mục tiêu là thầy lấy gốc cho các bạn để các bạn học hành cho nó mượt, dù các bạn học ai đi nữa về sau các bạn đều học mượt, học cái gốc học cái gì cũng được nhá. Rồi rồi xong này, bước 3, 6 ok nhá. Câu B là câu 8 này, đáy cũng tương tự như thế. Cách vẽ hình về sau tương tự. Bây giờ đáy của các bạn ấy nó là nửa lục giác đều. Khi đáy nó cho các bạn là nửa lục giác đều thì các bạn sẽ vẽ cho thầy nó là hình thang. À, vẽ là hình thang nửa lục giác đều. Lục giác đều bản chất nó là hình thang cân. Nó là một nửa. Lục giác đều, lục giác đều như cái hình vòng vòng thơm men gen ấy. Đúng không? Nhưng mà nửa thôi, lấy một nửa thôi. Thì ở đây là chúng ta sẽ vẽ hình như sau. Đó, ví dụ như kiểu là nó cho các bạn là mặt phẳng SAD vuông góc với đáy. Khi SAD vuông góc với đáy thì các bạn làm như nào? À, các bạn vẫn lấy khi SAD vuông góc với đáy thì nếu như mặt này là tam giác đều thì H sẽ là trung điểm của AD và các bạn lấy SH vuông góc với AD, thế là xong. Được ngay mặt phẳng vuông góc với đáy. Đấy, nối vào các điểm của mình nhá. Đó là cấu chóp thôi, nó chính là khối ở dưới. Đấy, nửa lục giác đều cũng như thế. Ok chưa? Ok.
Đấy là xong hết phần chop rồi đấy. Đấy là dạy các bạn xong hết phần chop rồi đấy. Bây giờ ấy, thầy sẽ đến cho các bạn là cái phần ấy, là cái phần vẽ lăng trụ. Lăng trụ ấy là cái thứ mà các bạn về sau học hình rất là sợ. Thì chúng ta phải phân biệt được các cái định nghĩa về lăng trụ. Thứ nhất là lăng trụ đứng. Lăng trụ đứng là lăng trụ gì? Là lăng trụ nó không nằm, thì gọi là lăng trụ đứng. Nó không nghiêng, nó không nằm, thì gọi là lăng trụ đứng. Lăng trụ đứng ấy thì nó là cái lăng trụ mà có các cái cạnh bên nó vuông góc với đáy. Tức là cạnh bên của chúng ta là AA phẩy này, BB phẩy này, CC phẩy này, nó đều vuông góc với đáy. Và các cạnh này nó sẽ song song với nhau. Được chưa nhỉ? Rồi. Sau đó thì các bạn nhớ cho thầy cách vẽ như sau. Bước 1 là các bạn vẽ cái đáy của chúng ta vẫn là ABC. Sau đó các bạn kẻ các đường lên. Như kiểu các bạn đi xây nhà thì các bạn phải có cái móng nhà là cái ABCD. Rồi các bạn dựng cột nhà. Đúng không? Dựng cột nhà xong, các đường AA phẩy, BB phẩy, CC phẩy bằng nhau. Đấy, vẽ bằng nhau, song song và bằng nhau. Và bước 3 là các bạn nối cái mái nhà vào là xong. Thế là hết bài. Lăng trụ ok chưa? Đấy là cái vẽ lăng trụ nhá. Từng bước một đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang hình số 10 là hình hộp chữ nhật. Hình hộp chữ nhật là gì? Đấy, hay là hình lập phương thì cách vẽ nó giống nhau. Hộp chữ nhật nó giống như cái gì em? Nó giống như cái hộp đây. Ví dụ đây gọi là hình hộp chữ nhật, cái cuốn sách này này gọi là hình hộp chữ nhật. Được chưa? Đáy của chúng ta sẽ là hình chữ nhật. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có đáy là hình chữ nhật hoặc là hình vuông, nhớ chưa? Rồi, và các cạnh bên của chúng ta ấy nó sẽ vuông góc với đáy. Đấy, vậy thì cách vẽ hình như sau. Bước 1 là các bạn vẽ đáy là hình chữ nhật hoặc hình vuông, đều vẽ là hình bình hành. Bước 2, các bạn vẽ các cạnh bên song song và bằng nhau hết cho thầy. Bước 3, dựng cái mái nhà và nối các điểm ở trên cao với nhau. Thế là ra được hình hộp. Hay là hình lập phương, nó vẽ giống hệt. Ok la chưa? Đấy, ok la chưa? Ok la rồi các bạn comment cho thầy câu hình số 10 là hộp. Ok. Người ok. Chưa, không có một cái tài liệu nào dạy các bạn vẽ kỹ nhẹo nhá, thì khẳng định với các bạn luôn đấy. Còn bên nào mà làm giống hệt thầy như này, chắc chắn là bên đấy copy rồi thầy. Made in thầy Đạt rồi. Chứ còn làm gì có tài liệu này in cho các bạn như này. Kể cả trong sách giáo khoa người ta không nói rõ từng bước cho các bạn như này đâu. Rồi, hình 11. Hình 11 cũng là hình gần như hình cuối cùng rồi. Có 12 hình thôi. 11, đó là lăng trụ xiên ABC. A phải B phải C phải. Lăng trụ xiên là gì? Lăng trụ xiên ấy, nó bị viêng vẹn. Đấy, như kiểu là đấy, các bạn giống như kiểu đẹp trai quá ở đây. Xong rồi các bạn nữ siêu vẹo sang bên này thì gọi là lăng trụ xiên. Thì bây giờ như sau, cách vẽ như này nhá. Xiên thì đơn giản là các cạnh bên nó bị xiên thôi. Cứ một các bạn vẫn vẽ đáy là bình thường. Chuẩn chưa? Đấy, biết rồi, một ngắn một dài đúng không? Một ngắn một dài. Sau đó, khi lăng trụ xiên bao giờ ấy, nó cũng cho các bạn hình chiếu xuống là cái gì? Ví dụ, nó bảo là hình chiếu của A phẩy. Đấy, hình chiếu của A phẩy là trung điểm của AC. Thì các bạn sẽ lấy trung điểm của AC. Đấy, là H. Sau đó các bạn kẻ thẳng đứng lên này. Các bạn được ông A phẩy. Ông nằm mặt sau thì phải nét đứt. Lúc này, các bạn sẽ nối AA phẩy với nhau. Rồi từ đấy các bạn sẽ vẽ cho thầy cái thằng BB phẩy, CC phẩy và DD phẩy, CC phẩy bằng nhau, và song song với nhau. Rồi dựng cái mái nhà vào là hết bài. Thì lăng trụ xiên các bạn nhớ là người ta luôn luôn là người ta cho các bạn cái gì? Người ta luôn luôn cho các bạn cái hình chiếu của một điểm ở trên cao là thằng nào để các bạn nối nhá. Còn bài nào nó không cho ấy, thì các bạn có thể dùng phương pháp đặc biệt hóa. Thì cái đấy vào ví dụ thầy sẽ nói kỹ hơn cho các em. Nào. Đấy, lăng trụ xiên Hương Giang nó chuẩn là bản chất lăng trụ xiên là đổ grass rồi nhưng mà vẫn phải giữ giá chuẩn bố rồi, chứ bình thường ấy là đổ rồi là nằm luôn ấy, là thành lăng trụ nằm rồi đấy, lăng trụ nằm bố nó ra, đúng không? Lăng trụ nằm bố nó ra luôn đấy, đó là đổ luôn, nằm luôn như này đấy. Lăng trụ nó không dạng là được ấy, chứ còn lăng trụ mà nó không có giữ thể diện, nó khi nó dạng bố nó hết ra các cạnh ấy chứ. Đây lăng trụ còn giữ giá là có nghiêng nghiêng thôi. Rồi,
Tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Lăng trụ hình hộp như sau. Hình hộp chữ nhật ABCD. Được chưa? Hình hộp chữ nhật ABCD. Hộp chữ nhật ABCD. Thì ở đây, hình hộp chữ nhật ABCD cách bên không góc về này. Thì cách vẽ hình như thế nào? Đây, hình gốc của nó như thế này. Ok chưa nhỉ? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ có là cách vẽ như sau. Bước 1 ấy, chúng ta vẫn sẽ vẽ cái gì ấy? Vẫn vẽ cái đáy bình thường. ABCD mà. Đấy là hình vuông hay hình chữ nhật hay bình hành. Ok. Và người ta cho các bạn như sau. Đề bài giả sử nó cho các bạn. Giả sử hình chiếu vuông góc của A phẩy lên mặt phẳng này là trung điểm của thằng AB. Thì các bạn sẽ lấy trung điểm của AB cho thầy. Rồi, sau đó các bạn kẻ thẳng đứng lên là được cái thằng A phẩy. Rồi các bạn nối AA phẩy với nhau. Đấy. Rồi các bạn sẽ kẻ các đường BB phẩy, CC phẩy và DD phẩy song song và bằng với cả thằng AA phẩy. Được chưa? Lúc này thì các bạn sẽ được cái nối cái mái nhà với nhau là được cái hình của chúng ta tưởng tìm. Hết bài. Đây là toàn bộ các hình của chúng ta. Có 12 mặt hình tất cả. Tách hình của thầy có cái này không ạ? Có. Có chứ. Có chứ. Phải có chứ. À, nhớ sách hình của thầy nó có 2 cuốn đấy. Các bạn cẩn thận ý. Có 2 cuốn. Một cuốn tập 1 và một cuốn tập 2. Các bạn chú ý đây, cuốn tập 2 là cái cuốn cuốn lớp 12. Còn cuốn tập 1 là cuốn của lớp 11. Nhớ chưa? Đấy, cuốn lớp 11. Thầy dạy hết vẽ hình mà. Không chừa cái gì cả. Nhá. Có 2 cuốn, tập 1, 2. Rồi, thế là thầy xong cho các bạn rồi. Xong đó các bạn cái cách vẽ hình rồi. Thì cái phần vẽ hình các bạn phải luyện lại cho thầy. Cái bài tập về nhà thầy giao ở phần này cho các bạn là các bạn phải vẽ được hình giúp thầy. Vẽ được hình. Khi vẽ được hình rồi tất cả các bài khác nó thành đơn giản. Rồi, bây giờ thầy đã nói xong hết các mặt hình. Và bây giờ là các bạn chỉ việc là vẽ nhiều rồi đến các bạn thành thuộc. Và khi các bạn thành thuộc rồi các bạn thành pro max. Nhìn đề bài phát biết ngay đáp án. Những bài nó ở mức độ dưới câu 30. À, nhìn đề bài. Đến bây giờ thầy đọc đề bài là thầy có thể ra được ngay đáp án là cái gì. Đấy, thậm chí những bạn mà làm nhiều, nhìn nhiều mặt hình rồi, có thể nhầm ra ngay đáp án. Nhá. Rồi, thì bây giờ chúng ta sang một cái mục số 2. Mục số 2, bài số 2 này là chứng minh vuông góc. Cái tờ đề thầy cũng up ở trên nhóm cho các em. Được chưa? Rồi. Rồi. Cuốn tập 2 của thầy hay lắm. Ok, cảm ơn Giang. Thôi, hôm nay không nói gì đến khóa học nhé. Bạn nào mà cần hỏi thông tin khoa học các bạn cứ inbox cho thầy thôi. Nhớ chưa? Inbox rồi. Đấy. Chúng ta tập trung vào bài học. Rồi. Bây giờ như này. Chứng minh vuông góc. Chứng minh vuông góc. Thì nhiều bạn bảo, ôi thầy ơi, đang đi trắc nghiệm như này thì cần đếch phải chứng minh. Đúng không? Thì trắc nghiệm cần đếch phải chứng minh. Đấy. Thế là sai lầm rồi. Thế là sai lầm rồi. Úi, chết rồi. Chỗ này cái đề nó đang bị lỗi rồi. Ờ, đề đang snip bị lỗi rồi. Rồi. Các bạn nghe này. Ờ, đây thầy thì sẽ làm cái đề này một chút nhá. Tiện sang bên này thì nó lại không, nó bị mất ấy, mất cái ký hiệu đi. Ok, thầy có thể ghi bên cạnh cho các bạn. Thì thầy sẽ nói qua một chút cái chứng minh vuông góc như thế này. Nhiều bạn sẽ nghĩ là đang thi tự luận, à trắc nghiệm, có phải thi tự luận đâu mà phải chứng minh. Nhưng em phải nghe này, nếu như mà em không biết cách chứng minh vuông góc ấy, em không nhìn được đường vuông góc ấy, đừng nói gì đến việc làm hình lớp 12. Bởi vì hình lớp 12 là phải biết cách nhìn vuông góc. Biết cách nhìn đường cao, biết cách nhìn cạnh đáy vuông góc, biết cách nhìn khoảng cách, tất cả các bài khoảng cách, bài góc nó đều liên quan đến yếu tố vuông góc. Nên các bạn mà không có yếu tố vuông góc là không làm được. Nhưng hôm nay thầy sẽ dạy các bạn cái bí quyết. Bí quyết để các bạn chứng minh bất kỳ một bài góc vuông nào. Và ngày trước lớp 11 các bạn sợ cái chứng minh vuông góc cực kỳ, đấy biết. Ngày xưa thầy cũng thế. Hồi bằng tuổi các bạn ấy là lớp 10, hồi thầy lớp 11 cơ, là thầy nghe giảng thầy ở trên lớp là gì? Thầy ông thầy trên lớp giảng là chứng minh vuông góc dễ thấy, ta có kẻ một đường, kẻ hai đường xong dễ thấy ta có. Mà trong khi ta không thấy dễ thấy gì cả, khó thấy bỏ bố ra. Thế thì dễ thấy là gì? Xong rồi cuối cùng thì thầy ngồi thầy đọc
lại tất cả các cái bài của đề thi đại học, tất cả các bài trong sách bài tập sẽ học qua, cuối cùng ta nhận ra một quy luật để chứng minh đường vuông góc bất kỳ một bài nào, nhắc lại nhé, bất kỳ bài nào đều chứng minh ra được nhá. Rồi, hình không gian có khả năng thiếu không? Không, thì nói thật với các bạn luôn là tất cả mấy cái này các bạn rèn luyện được hết. Nó có cái phần chứng minh trí thông minh về về hình học, nhưng mà nó có thể giải quyết được thông qua là việc các bạn chăm chỉ hết, không có gì khó cả. Người ta gọi cái người ta gọi đấy là gì, kinh nghiệm nhá, cứ làm nhiều thành quen nhá. Và khi người ta gọi cái hình hình các bạn đang học ấy, người ta gọi là hình sơ cấp. Bây giờ hình cao cấp các bạn thấy còn khủng khiếp nữa cơ nhá, nên những cái này là các bạn có thể chăm chỉ để học được ngay. Lỗi mà. Chưa đồng bộ. Rồi, tiếp tục này. Sorry các bạn. Thầy chia sẻ bí kíp mua Maybach á. Thầy làm gì có Maybach? Các bạn nghe ở đâu thầy có Maybach á? Thể đứa nào cứ tung tin là bảo thầy có Maybach. Bậy bạ cực kỳ luôn, không có nhá. Rồi, nghe này. Nghe nhá. Cần tưởng tượng đúng không thầy á? Tất nhiên rồi. Tưởng tượng một chút thôi, sau thành quen mà. Ở group này thấy chưa, các bạn nhiều bạn vào đây là xin vào nhóm học, thấy học miễn phí, các bạn cứ xin đâm đầu vào xin học, nhiều lắm. Đâm đầu vào đây để xin học. Sau đó thì lại không tham gia vào buổi học. Đấy, không tham gia buổi học, lười dã man. Miễn phí vào thôi, không chịu trả giá ấy. Trong cái việc là dành thời gian ra học ấy, cứ xin vào cho bằng bạn bằng bè thôi, nên tất cả những cái bạn này không tham gia đầy đủ ấy, thầy kích hết. Các bạn tin không? Tí nữa thầy kích hết nhá. Cái nhóm mày ra nhá. Nhóm đang là hơn 7.000 thành viên đúng không? Tí nữa kích sạch. Kích sạch những cái đứa nào không tham gia buổi học ngày hôm nay. Nhóm còn kể cả còn 1.000 thành viên thôi. Cái bạn học hôm nay. Thì như thế lớp nó mới kỷ luật và chất lượng. Còn đâu mà vào để thì để cho nó đủ sĩ số cho bằng bạn bằng bè thì cái đấy kích hết. Kích hết. Rồi. Chất lượng hơn số lượng. Nhớ chưa? Các bạn, còn thầy của các bạn, thầy sẽ kích hết cái tụi đấy. Yên tâm. Vào để học chứ không phải vào để cho nó đúng. Nào. Bây giờ như này. Chứng minh vuông góc với cả mặt phẳng. Nhá. Còn thầy của các bạn tí thầy sẽ kích cho các bạn xem như thế nào. Rồi. Bây giờ như này. Thôi, vào lớp nào. Nào, vào học. Bây giờ như này nhá. Nào, chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Cái kỹ thuật này rất quan trọng. Vào bài thôi, không nói chuyện nữa. Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Ở đây như sau. Đường thẳng mà đã vuông góc với mặt phẳng ấy, thì góc giữa đường thẳng này và mặt phẳng này sẽ bằng 90 độ. Hiển nhiên rồi. Đúng không? Mà muốn chứng minh đường thẳng mà vuông góc với mặt phẳng, các bạn nhớ các định lý như sau. Định lý số 1, nếu như một đường thẳng mà nó vuông góc với cả hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng P thì đường thẳng D sẽ vuông góc với mặt phẳng P. Vậy nguyên tắc như thế này. Chúng ta sẽ có hai đường thẳng A và đường thẳng B nó đang cắt nhau. Được chưa? Đang cắt nhau. Đấy, tại điểm M nào đó. Lúc này đường thẳng D nó vừa vuông góc với đường thẳng A. Đường thẳng D nó vừa vuông góc với đường thẳng B, tức là vuông góc với hai đường đã cắt nhau này, thì suy ra đường thẳng D sẽ vuông góc với cả mặt phẳng P. Được chưa nhỉ? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái định lý số 2 là đường khi mà đường thẳng D nó vuông góc với mặt phẳng P thì đường thẳng D đấy, nó sẽ vuông góc với mọi đường nằm ở trong mặt phẳng P. Đường thẳng đã vuông góc mặt phẳng, nó sẽ vuông góc với mọi đường trong mặt phẳng này, giống như này. Các bạn đang đứng ở trên một cái sàn nhà thì các bạn sẽ vuông góc với mọi đường thẳng nằm trên sàn nhà đấy. Tất cả các ô gạch các bạn đều vuông góc với các cạnh trên ô gạch đấy luôn. Nếu như đường đã vuông góc với mặt rồi, vuông góc với mọi đường, các bạn nhớ nhá. Nên ví dụ hình chóp SABC có SA vuông góc với đáy
thì SA cũng vuông góc với AB, AC, AD và tất cả các đường nằm trong mặt phẳng ABC. Được chưa? Và chú ý ở đây như sau. Chú ý. Trong không gian ấy, chú ý trong không gian, hai đường thẳng vuông góc không nhất thiết là nó phải nhìn nó cắt nhau. Nhớ chưa? Không gian mà. Nên trong không gian thì bảo toàn quan hệ về vuông góc. Vậy thì ở đây, ai cũng biết ý, là để chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, thằng nào cũng biết, kể cả các bạn lớp 11 cũng biết là ôi giời, chứng minh đường thẳng vuông phẳng gì? Chứng minh hai đường vuông góc với nhau. Đấy, chứng minh đường thẳng D vuông góc với hai đường là xong. Nhưng hai đường đấy là hai đường nào? Thì các bạn lại đếch biết. Đếch biết lấy đâu ra? Ờ. Sách giáo khoa người ta không nói, người ta chỉ nói đúng là chứng minh vuông góc về hai đường cắt nhau. Thế mà nói như thế mà các bạn áp dụng được luôn ấy, thì ở đây các bạn để thành thần hình không gian mất rồi. Nhưng các bạn mất gốc ở đoạn này thì đoạn sau các bạn sẽ bị chết. Thì bây giờ thầy sẽ dạy cho các bạn cái cách chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng nhé. Thì lúc này có sẵn cái đường thẳng D ấy. Đấy, chứng minh đường thẳng D vuông góc phẳng P, các bạn vẽ cái sơ đồ này. Chúng ta có hai cái dấu ở đây. Đấy, như của các bạn đi cắm sừng yêu ấy. Thì đường thẳng nó vuông góc mặt phẳng. Thì các bạn liệt kê ra, em cần chứng minh vuông góc hai đường, nó đường A và đường B. Đúng không? Hai đường A và B. Thường ấy, đề bài người ta cho các bạn là đường thẳng D đã vuông góc sẵn với cái đường thẳng A rồi. Đây là đường có sẵn. Có sẵn rồi. Bây giờ các bạn phải chứng minh đường thẳng D cũng vuông góc với mặt đường thẳng B. Nhưng éo le, đời nó không như mình muốn đâu. Là không có sẵn. D lại không vuông góc với B không có sẵn. Thì các bạn sẽ dùng một thủ thuật là chứng minh bằng phương pháp lật ngược. Lật ngược là như nào? Lật ngược là mình không đi chứng minh D vuông góc với B, mà thầy lại đi chứng minh B lại đi vuông góc với D. Như kiểu là các bạn anh không yêu em, đúng không? Thì bây giờ em đi yêu anh, thì kết quả cuối cùng hai ta sẽ là yêu nhau. Nên ở đây là các bạn không cần quan tâm nó có yêu các bạn hay không. Các bạn sẽ yêu nó, các bạn sẽ tán nó đến khi nó phải yêu mình. Và đến đi, hai đứa yêu nhau. Đấy, đó là lật ngược. Thì chứng minh lật ngược như thế nào? Bằng cách là chứng minh đường thẳng B này nó vuông góc với cả một mặt phẳng Q chứa cái đường thẳng D này. Đấy, thì ở đây thầy ghi là chứng minh B vuông góc với mặt phẳng chứa D. Bởi vì khi đường thẳng mà nó vuông góc với mặt phẳng, nó sẽ vuông góc với tất cả các đường trong mặt phẳng này. Trong đó có cả đường thẳng D. Ví dụ, bây giờ thì giống như kiểu là B, đấy, D không yêu B. Nhưng B lại rất yêu D. Nhưng bây giờ thay vì B đi chứng minh trực tiếp là yêu D, thì B đi chứng minh là B yêu cả nhà B, à cả nhà thằng D này. Chứng minh yêu hết cả nhà D, yêu hết tất cả mọi người. Thì khi nó yêu hết tất cả mọi người rồi thì trong đó có cả thằng gì ấy? D. Đấy, tự nhiên nó cảm động và hai đứa nó yêu nhau. Vậy thì dùng phương pháp chứng minh lật ngược. Được chưa nhỉ? Lật ngược. Rồi, bây giờ như thế này, thầy lấy ví dụ cho các bạn cái lật ngược, cái phương pháp lật ngược là như nào nhé. Nhìn cái lật ngược này. Ví dụ số 1. Cho hình chóp SABC có SA vuông góc với đáy ABC. Tam giác ABC không vuông ở B và C. Vẽ AE vuông góc với BC. AH vuông góc với SE. Chứng minh AH vuông góc với mặt phẳng SBC. Thằng này rất là đơn giản. Thì vẽ hình cho các bạn xem. Đầu tiên, người ta cho các bạn chóp ABC. À, vậy đấy là tam giác rồi. Thì nguyên tắc thầy Đạt vừa dạy ở bài lúc nãy là mình vẽ tam giác gì hết? Tam giác thường hết. Một ngắn và một dài. Một ngắn này và một dài này. Được chưa? Nét sau của mình sẽ là nét đứt. Ok nhá. Lúc này thầy sẽ ký hiệu các điểm vào A, B và C. Nó cho SA vuông góc với đáy. Thì từ A các bạn kể thẳng đứng đi. Cái thằng đứng lên, đây là S, nó vuông góc với đáy. Lúc này các bạn nối các điểm lại với nhau, thế là xong. Rồi, được hình. Bây giờ nó bảo là vẽ AE vuông góc với BC. AE vuông góc BC. Thì các bạn để ý cho thầy, AE nó nằm ở dưới đáy. Theo các bạn, AE là nét đứt hay nét liền? Các bạn comment cho thầy là đứt hay liền? Đứt hay liền nào? Comment giúp thầy, đứt hay liền? Đứt hay liền? Vẽ hình trước đã.
Đúng rồi, nét đất. Bởi vì sao? Mặt phẳng ABC nằm ở đáy. Cái đáy, cái mông các bạn làm sao mà nhìn được? Đúng không? Giống như kiểu cái mông các bạn ấy, ABC cứ đáy gọi là mông. Mông thì làm sao mà nhìn được trừ khi nó cửa chuồng. Thì bây giờ là mình người lịch sự rồi, ai mà mặc quần áo đúng không? Thì bây giờ đang cho toàn dân thiên hạ nhìn thì rõ ràng là cái mông là không nhìn thấy. Vậy mình phải che nó đi. Che đi thì phải là nét gì? Nét đứt. Thấy chưa? Tất cả nét đứt hết. Rồi, bây giờ nó nói tiếp là vẽ AH vuông góc với cả SB. À, AH vuông góc với SE. Ok. Các bạn không cần vẽ vuông nét đâu. Nhìn vuông góc nét đâu. Cứ kẻ bừa nó lên là được. Kẻ bừa nó lên thôi. H vào đây. Hiệu chữ góc vuông mà. Thì hỏi tiếp một câu nữa. AH là nét đứt hay nét liệt? AH là đứt hay liệt? Và thầy hỏi các bạn, AH lúc này là đứt hay liệt? Đứt như sợi tình duyên vậy. Là đứt nhá, bởi vì AH nó nằm ở trong hình. Nằm trong hình những cái gì trong cơ thể mình làm sao nhìn thấy được? Chỉ nhìn đến da mặt thôi, những cái gì nhìn thấy. SAB nhìn thấy này, SBC nhìn thấy này. Giống như các bạn nhìn mặt trước của thầy, mặt trái, mặt phải của thầy thôi. Làm sao mà nhìn được mặt sau của thầy hay nhìn cái mông của thầy, đúng không? Chứ khi thầy cười chuồng ra, nhưng không được. Đúng không? Body thầy chát chua quá, các bạn không nên nhìn. Bây giờ AH nó là nét đứt. Bây giờ người ta đang hỏi các bạn ấy, mày chứng minh cho tao AH nó vuông góc với mặt phẳng SBC. Ok, bây giờ mình cắm sừng nhá. AH vuông SBC, các bạn nhìn cái sơ đồ này, nhìn cái sơ đồ, cứ vẽ hai cái dâu vào. À, muốn chứng minh vuông góc với một mặt phẳng thì các bạn cần chứng minh vuông góc với hai đường. Thì em hãy nhìn giúp thầy, AH đã vuông góc sẵn với đường nào trong mặt phẳng SBC rồi? Sẵn. Thầy hỏi là sẵn. Có sẵn là thằng này. À thằng SE đúng không em? SE. Thằng này là có sẵn này. Có sẵn. Đúng không? Có sẵn. Tiếp theo các bạn cần chứng minh AH vuông góc thêm đường nữa. Thì các bạn bảo, ôi nhưng cái đường này em không thấy AH vuông góc với đường nào trong mặt phẳng SBC thầy ạ. Thì thầy dạy các bạn ấy một cái kinh nghiệm như sau. Cái thằng AH, cái đường này này, cái đường hỏi chấm này này, đường số 2 này. Thì cái kinh nghiệm, dấu hiệu của nó, dấu hiệu quan trọng lắm đây này, dấu hiệu. Thứ nhất, nó thỏa mãn một trong những dấu hiệu sau đây. Thứ nhất, nó thường nằm ở đáy. Ở đáy. Và thứ hai, là nó gắn với góc vuông. Gắn với góc vuông. Em hãy nhìn cho thầy, trong mặt phẳng SBC, cái đường nào nằm ở đáy và đường nào gắn với góc vuông. Nào, đường nào nằm ở đáy, thầy sẽ tô cái mặt phẳng này lên cho các em. Đây, mặt này nằm, thằng nào nằm ở đáy? BC, đúng không? Nhìn phát biết ngay BC nằm ở đáy. Và nó gắn với góc vuông là góc E kìa. Đấy, vậy thì chỗ này mình biết ngay nó là đường BC. Ok, nhưng các bạn nhìn mắt thường các bạn không thấy AH vuông góc BC. Vậy thì các bạn phải dùng thủ thuật là chứng minh gì? Lật ngược tình thế. Em lật ngược lại thầy. Em đi chứng minh BC vuông góc với AH bằng cách là chứng minh BC vuông góc với mặt phẳng chứa AH. Em hãy nhìn giúp thầy xem mặt phẳng nào đang chứa thằng AH. Đó là mặt phẳng SAE. Có thấy không nhỉ? SAE. Đấy, SAE đang chứa thằng AH. Thế bây giờ ABC làm sao vuông góc với SAE em? À bởi vì BC móc với hai đường trong mặt phẳng SAE. Em nhìn nhé, thứ nhất là đường AE, đúng không? AE. Và thứ hai nó là đường SA. Bởi vì SA ấy, nó vuông góc với đáy. Nên suy ra SA sẽ vuông góc được với cả thằng BC. Có thấy không? SA vuông góc với đáy thì nó vuông góc với mọi đường nằm ở đáy. Trong đó có cả đường BC. Hết bài. Được chưa nhỉ? Thế thôi, BC vuông góc SAD thì nó sẽ vuông góc với thằng AH thôi. Nhá. Nào, bây giờ thầy đi chứng minh. Đấy, sơ đồ xong rồi. Bây giờ mình đi chiến này. Chiến. Chiến nhá. Mình đi từ dưới lên trên. Thứ nhất là có BC nó vuông góc với SA do SA vuông góc với đáy. BC của mình lại vuông góc với AE. Từ dưới lên trên mà. Nên BC của các em nó sẽ vuông góc với mặt phẳng SAE do vuông với hai đường rồi. Đúng không? Rồi. Lúc này mà AH của em đang nằm ở trong cái mặt phẳng SAE thì suy ra ở đây từ 1 và 2 suy ra. Đúng không? Từ 1 và 2 các bạn suy ra. BC hiển nhiên nó vuông góc với AH thôi. Bởi vì nó nằm trong mặt phẳng SAE. Được chưa nhỉ? Rồi, lại có. Cái ông gì em? Cái ông. Đây, xong BC vuông góc AH rồi. Bây giờ đến
A của AD lại có A của góc AD, đi theo giả thiết. AD giả thiết người ta cho. Vậy thì từ hai điều này các bạn suy ra ngay A của các bạn vuông góc với mặt phẳng SBC hết bài. Bởi vì hai đường này là trong khoảng SBC, đây là điều phải chứng minh. Được chưa? Đấy, điều phải chứng minh. Các bạn thấy không nhỉ? Điều phải chứng minh. Các bạn có hiểu không? Có hiểu không? Hiểu lật ngược là gì chưa? Là mình chứng minh BC vuông góc AH bằng cách là chứng minh BC vuông góc SA. Em nhìn cái sơ đồ là em sẽ biết ngay cách làm như thế nào. Để cho các bạn thêm một câu nữa nhé. Để các bạn hình dung kỹ hơn được cái bài này. Cách làm là như thế nào. Nhìn nhé. Rồi. Bây giờ nhìn này, ví dụ số 2 này. Cho hình chóp SABC có SA vuông góc với đáy. Tam giác ABC vuông tại B. Đúng không? Là thể vẽ hình cho các em ra. Rồi. A, B, C. Rồi, SA vuông góc với đáy này. Ok. Bây giờ nó bảo các bạn là tam giác này vuông tại B, kiểu góc vuông mà kẻ AH vuông góc với SP. Rồi, cứ kể bừa lên thôi các em nhé. Bây giờ người ta hỏi các bạn là chứng minh cho tao AH vuông góc với mặt phẳng SBC thì tô lên SBC của mình ở đây. Học có dễ không nào? Rồi, bây giờ mình phân tích cái sơ đồ nhé. Cái sơ đồ này AH AH nó đang cần vuông góc với mặt phẳng SBC thì mình đang cần chứng minh vuông góc với hai đường. Em nhìn được rõ ràng có sẵn một đường nó là đường SP không em? Đề bài cho các bạn AH vuông góc SB, đây là có sẵn. Cần chứng minh vuông góc thêm một đường nữa. Cái đường này thầy dặn là thường nằm ở đâu? Thường nằm ở đáy, có đúng không? Thường nằm ở đáy. Thì thường nằm ở đáy nó chính là đường nào? Đường BC. Được chưa nhỉ? Nó là đường BC. Là đang chậm thôi thầy. Ôi, các bạn thấy không thấy thầy chậm à? Thầy đang phải chậm vãi cả đáy ra. Thề. Bắp bơi là chậm. Lại còn thấy nhanh nữa. Các bạn thấy nhanh ấy là các bạn vừa ghi ấy. Xong rồi các bạn lại vừa nghe thầy giảng. Chỉ nghe thầy giảng thôi. À đúng rồi, quên mất không nói cái luật lệ lúc thầy học học với thầy. Lúc học với thầy ấy, lúc thầy giảng chỉ có nghe thôi. Kêu thầy bảo các bạn ghi. Nhớ chưa? Một thời điểm các bạn chỉ làm tốt được một việc thôi, đừng nói là tham việc, làm cùng một lúc 2-3 việc. Toang đấy, toang đấy. Các bạn chỉ yêu một lúc một anh thôi, chứ các bạn yêu một lúc hai anh là toang đấy. Nhớ. Nào, AH vuông FB thường ngày thường nằm ở đâu? Đường nằm ở đáy hoặc đường BC. Mình chứng minh lật ngược này, lật ngược tình thế. Bây giờ mình nhìn là AH chưa vuông góc BC. Bây giờ mình chứng minh ngược lại là BC phải vuông góc với mặt chứa AH. Mặt nào đang chứa AH? Mặt phẳng SAB đang chứa AH chứ mặt nào? Đúng không? Rồi bây giờ thầy sẽ chứng minh. Rồi, chứng minh đi từ dưới lên trên. Có BC nó đang vuông góc với mặt phẳng SAB, nó cần vuông góc thêm hai đường nữa. Đó đường SA rồi. Và đường gì em? AB. Mình phát ra luôn. Thì BC nó đang vuông góc SA, do SA vuông góc với đáy. BC của em nó lại vuông góc được với AB theo giả thiết đề bài cho. Vậy từ đây các bạn sẽ suy ra được ngay ông BC của các em vuông góc với mặt phẳng SAB. Đúng không? Mà các bạn nhận ra ấy, là ông AH đang nằm ở trong SAB rồi, lật ngược mà. Đấy, mục tiêu của mình chứng minh lật ngược là chứng minh BC vuông góc với mặt chứa AH. Thì từ đây các bạn sẽ suy được ngay BC nó sẽ vuông góc với AH. Rồi, mà ông AH ở đây của mình đã xong AH vuông góc BC rồi, cần vuông góc với SB nữa. AH đã vuông góc với SB sẵn theo giả thiết. Từ hai điều này các bạn đủ suy ra được ngay là AH vuông góc với mặt phẳng SBC do nó vuông góc với hai đường chưa? Hết bài. Các bạn thấy cái phương pháp có tuyệt vời không? Lật ngược là như thế đấy. Rồi. Đấy.
chúng ta ghi bài vào vở đi. Bây giờ các bạn mới được đến thời gian ghi này. Ghi xong rồi các bạn comment cho thầy là chữ G nhé. Là coi như là ghi xong rồi. Comment chữ G. Lật ngược. Các bạn đã hiểu lật ngược là gì chưa? Học nó còn phải có phương pháp nhá. Học phải có phương pháp. Tất cả các chuyên đề về sau thầy dạy các bạn cái đại hình nó đều có phương pháp để làm. Khi làm như sách giáo khoa thì chết dở, bố thằng nào hiểu được. Rồi, tôi cho các bạn 30 giây để các bạn ghi. À, sao thầy chưa thấy thêm comment Hả Hoàng Thông? Thông comment cái gì? Tuyệt vời thầy ạ. À, tuyệt vời ạ. Cảm ơn nhé. Rồi, câu vị số 3 này. Cho hình chóp ABCD. Đúng không? SA vuông góc với đáy. ABCD. ABCD là hình vuông. Vẽ AK vuông góc với SD. Chứng minh AK vuông góc với mặt phẳng SCD. Ok, thầy vẽ hình nhé. Thứ nhất là thầy sẽ vẽ hình này, đấy là hình vuông này. Thì mình vẽ là hình bình hành, vát nhiều sang, vát góc 45 độ ra cho thầy, nhớ chưa? Rồi. Ok. Hết A một góc về đáy. Và mình kế nét đứt này. Rồi, bây giờ A đây, B đây, C đây, D đây. Đúng không? Cách vẽ hình chuẩn rồi. Bây giờ mình sẽ nối vào thôi. S với B, S với C và S với D. Ok. Bây giờ mình vẽ AK vuông góc với SD. Các góc vuông ở đáy là hình vuông. Các bạn phải ghi góc vuông vào giúp thầy nhé. Thì AK vuông góc với SD. AK vuông góc với SD. AK nằm mặt sau. Thì hỏi các em AK là nét đứt hay nét liền? 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 Ừ, đúng rồi, nằm mặt sau. Nét đứt, Khoa Nguyễn chuẩn đét rồi, nét đứt. Rồi, bây giờ như này. Cái mình cần chứng minh mình vẽ cái sơ đồ ra. Sơ đồ. Muốn kẻ AK vuông góc với mặt bằng SCD, em cần chứng minh nó vuông góc với mấy đường? Hai đường. Bởi sau các bạn biết đây là khoảng cách từ điểm A đến SCD đấy. Và khoảng cách thì mình phải hiểu được cái phần vuông góc. Khi AK vuông góc với SCD nó cần vuông góc hai đường. Các bạn thấy nó vuông góc với đường nào có sẵn? À, đó là đường SD để bài cho sẵn. Đây, SD để bài cho sẵn này. Có sẵn. Cần chứng minh lật ngược nữa, đúng không? Lật ngược SCD thì kể vào. Thế bây giờ lật ngược lại thì cái dấu hiệu thầy dặn các em là thường nằm ở đâu? Nằm ở đáy. Thì trong mặt phẳng SCD cái thằng nằm ở đáy nó thằng CD và gắn với góc vuông. Đúng không? Nhưng mà mình nhìn thoáng bằng mắt thường làm sao mà biết AK vuông góc với CD hay không? Mà mình phải chứng minh lật ngược nó lại, lật ngược lại, không có thì lật ngược. Mà nếu mà cả hai thằng đều không có sẵn thì lật ngược hai lần. Lật ngược lại tức là chứng minh cho thầy. CD nó vuông góc với mặt phẳng chứa AK. Mặt nào chứa AK em? Em nhìn ra ngay đó là mặt SAD đang chứa AK đấy. SAD. Thế bây giờ mình chứng minh CD vuông góc SAD bằng cách là chứng minh vuông góc với hai đường. CD nó đang vuông góc với cả đường AD nằm ở đáy. CD nó vuông góc với đường gì? SA nằm ở đáy tiếp. À, SA vuông góc với đáy. Thì nó vuông góc với CD, đúng không? Vậy bây giờ mình chứng minh thôi. Nào, cái sơ đồ chứng minh từng chiến này. Mình có CD vuông góc với AD theo giả thiết. CD của mình vuông góc với SA cũng theo giả thiết thôi, bởi vì SA vuông góc với đáy. Vậy từ điều này các bạn sẽ suy được ngay CD vuông góc với SAD. Đấy, bởi vì nó hai đường mà, đúng không?
Mà ở đây cái đường nào đang nằm ở đây, lật ngược thì chứng minh AK ấy, nó đang nằm ở trong mặt bằng SAD, thì hiển nhiên ở đây là CD sẽ vuông góc với AK luôn. Mà em nhìn CD đã vuông góc AK rồi là thằng khó nhất rồi, mà có sẵn AK vuông góc với SD. SD từ đây nó vuông góc với SCD hết bài. AK vuông góc hai đường rồi, SCD đủ hai đường. Ngon chưa? Các bạn thấy ngon không? Ngon rồi thì các bạn comment cho thầy chữ ngon một phát nhá. Ngon. Ngon. Rồi. Blame blame ngon nha. Ok. Câu ví dụ số 4 nó cho các bạn như sau. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có O là tâm đáy ABCD. Được chưa? Ngõ E là trung điểm của BC. Vẽ OH vuông góc với SE. Chứng minh OH vuông góc với mặt bằng SBC. Thì bây giờ chóp tứ giác đều em nhớ đáy là hình gì không? Chóp tứ giác đều đáy là hình gì? Các bạn comment thầy một cái nào. Chóp tứ giác đều đáy là hình gì? Chóp tứ giác đều đáy là hình gì? Like trong này trong nhóm kín là không share ra ngoài đâu, nên chỉ trong nhóm thôi nha. Nhóm thôi, đúng rồi. Dương Hoàng à, Dương Ngọc Châu chuẩn rồi, hình vuông. Sao lại Quang Nguyễn lại bảo hình hình đuông này, làm gì có hình đuông. Nào, hình vuông nha, hình vuông. Vẽ nét hình bình hành hết, đúng không? Rồi, về vẽ nét đất. Bây giờ là chóp tứ giác đều thì các bạn nhớ hai đường chéo của chúng ta. Vẽ hai đường chéo vào. Đường cao sẽ đi qua tâm mà. Đấy, đây là hình vuông. Các góc vuông của mình đây. Mình vẽ nét đất vào đây thôi. Rồi, O nằm ở đây. Đến đây các bạn sẽ có được ABCD rồi. A, B, C, D. Rồi. Chóp đều thì các bạn phải nhớ đường cao của chúng ta sẽ luôn luôn như nào, đi qua tâm đáy thẳng đét lên, thẳng đét S nằm ở đây đét thôi. Rồi đến đây các bạn nối các nét liền với nhau, nét liền nhá. S nối vào B là nét liền này, C và D là nét liền này, được chưa? Còn A là nét đứt mà nằm ở sau, mà nó phải là nét đứt. A là sau phải là nét đứt nhá. Thế là xong rồi. Và hai đường chéo của hình vuông sẽ phải vuông góc với nhau. Rồi. Bây giờ người ta gọi E là trung điểm của thằng BC. E là trung điểm BC. Kẻ OH vuông góc với cả SE. OH vuông góc với SE. Rồi. Rồi, OH, vuông góc SD. OH nằm ở trong hình rồi, nên nó phải là nét gì ấy? Đứt, đúng không? Nét đứt. Ok. Bây giờ bắt các bạn chứng minh OH vuông góc với mặt bằng SBC. SBC. Ok. SBC. OH của mình đây. Đường này này. Đấy, nó cần vuông góc với SBC. Vậy thì làm thế nào để OH vuông góc với SBC? Rồi, làm thế nào để OH vuông góc với SBC? OH sơ đồ nhá, vuông góc SBC. Bây giờ thì chỉ vẽ sơ đồ thôi. Các bài sau thầy cũng thế, vẽ sơ đồ của việc chứng minh các bạn tự chứng minh được rồi. OH vuông góc SBC. Theo các bạn, OH đã vuông góc sẵn với đường nào rồi? SE chứ còn gì nữa. Đề bài cho sẵn rồi nhá. OH vuông góc SE. Chứng minh lật ngược này. Lật ngược ấy,
tức là OH cần vuông góc thêm một đường nó trong mặt phẳng SBC. Đường này dấu hiệu là thường nằm ở đâu? Nằm ở đáy. Đúng không? Nằm ở đáy. Đáy chính là đường gì em? Đường BC. Lật ngược nào, lật ngược một cái, tức là chứng minh BC của mình ấy nó vuông góc với mặt phẳng nào chứa OH. Cái mặt mà đang chứa OH ấy, cái mặt nó lù lù ra đấy là mặt SO gì? SOE. Đúng không? SOE. Thì hiển nhiên ấy SOE. Các bạn cần chứng minh vuông góc thêm hai đường nữa. BC vuông góc với SOE thì nó đang vuông góc với đường SO rồi, bởi vì nó là đường cao. Vậy cần vuông góc thêm một đường nữa. Đó là đường gì các bạn biết không? Chính xác. Giang Thanh đúng rồi, đó là đường OE. OE. Bởi vì sao? Đường trung bình. Khi đây là trung điểm, O là trung điểm nên đây là đường trung bình. Nên suy ra OE của các bạn ấy nó đang song song với cái thằng AB này. Có thấy không? Mà AB đang vuông góc BC nên OE cũng vuông góc với BC luôn. Đấy, OE vuông góc BC luôn bởi vì nó song song với nhau. Đi xem nhỉ? Đủ hai đường. Sơ đồ phát là mình hiểu cái bài toán làm như thế nào, lật ngược. Đấy, chứng minh nhanh. BC vuông góc với SO, BC vuông góc với OE. Do gì? OE song song và bằng một nửa thằng gì em? AB. Rồi, vậy từ đây suy ra được ngay BC của các bạn vuông góc với mặt phẳng SOE. Mà ở đây ung OH đang nằm ở trong mặt phẳng SOE. Nên ra được ngay BC vuông góc với OH. Ngon chưa? Đấy, mà OH lại vuông góc với SE. Vậy từ 1 và 2 các bạn ra được điều bài toán rồi. Suy ra OH vuông góc với mặt phẳng SBC. Xong bài. Rồi, nhiều bạn bây giờ học xong mấy câu mà nhìn tốt quá. Tốt. Không biết do thầy dạy hay hay là do các bạn thông minh nữa nhỉ? Chắc là do thầy dạy hay rồi. Rồi, sang câu khó hơn đây này. Câu khó hơn này này. Các bạn thấy hình nhìn dễ không? Hình trên lớp các bạn ấy, cái bảng xanh phấn trắng ấy nó có một màu thôi, nhưng mà khi mà thầy vẽ màu màu như này lên, các bạn nhìn nó dễ kinh khủng luôn. Đây là áp dụng của công nghệ và như thế. Mà thầy tự tin, thầy là người đầu tiên tiên phong trong việc là áp dụng công nghệ để làm. Các bạn mà theo dõi các buổi live nhá, các bạn so sánh cùng thời điểm nhá, mở tất cả các fanpage toán các thầy toán khác mà các bạn đã từng biết. Từ thời điểm 2017 bắt đầu thi trắc nghiệm đến bây giờ, các kỹ thuật về line, kỹ thuật xóa phông này, ai là người áp dụng đầu tiên ở cái Việt Nam này, ở mảng giáo dục cấp 3 này, ai là người áp dụng đầu tiên? Đố các bạn tìm ai sớm hơn thầy, đố các bạn tìm được ai luôn, sau đó bắt đầu áp dụng các cái phần mềm vào nữa. Đấy, xong rồi áp vùng thì chẳng đơn vị nó làm cả, nó tốn kém lắm. Nhưng mà thôi, đúng không? Tốt cho các bạn mà. Cho hình chóp SABC. SA vuông góc với đáy ABC, kẻ BH vuông góc với AC. Đó. Kẻ BK lại vuông góc với SC, chứng minh là SC vuông góc với BHK. BC SC vuông góc với BHK. Thì vẽ hình nhá. Bài này nó khó hơn đấy, các bạn nghe kỹ nhá. Đầu tiên này. A, B, C. SA vuông góc với đáy. Dạy vì đam mê. Chứ còn gì có tiền. Dạy học vì đam mê. Rồi. Bây giờ vẽ SA vuông góc với đáy. BH vuông góc với AC này. BH vuông góc với AC. À, câu này dễ mà, câu này không khó. BH vuông góc AC. BH nằm ở đáy, nằm cái mông này. Mông nên làm ra là phải nét đứt hết rồi. Đứt hết. Rồi, BK vuông góc với SC. BK vuông góc với SC, kẻ bừa quá thôi. Sao đâu, ra đây. Đấy, cái kia góc vuông mà. Rồi, chứng minh SC của các bạn vuông góc với BHK. Rồi, sơ đồ nào. BHK. Rồi, cái đoạn kia mình nối vào với nhau rồi. Có hai ông này với nhau phải nét đứt, đúng không?
chứng minh nào, làm thế nào? Không phải cứ bảo tao có mấy bách ấy nhỉ? Không có. À. Đỗ Quỳnh Như. Đấy là xuyên tạc. Đấy là truyền thông bố láo. Tao thì có mấy bách. Thề luôn. Không có. Tại còn chưa có bằng ô tô mà. Làm gì có tiền mua ô tô nên làm gì có bằng. Rồi. Tao đi bộ. Thầy đi bộ đi làm. Ở đây thầy sẽ có SC1BHK. Thì các bạn cần chứng minh phục hai đường này. Đường nào em? Đường nào em ơi? Đường nào em ơi? Có sẵn thằng nào rồi? Thầy có sẵn ấy. Có đường BK. Để bài cho rồi BK móc SC này. BK. Cần thêm một đường nữa. Đường này là đường nào em? Đường BH. Nhưng đường BH này mình phải chứng minh như nào? Lật ngược. Bởi vì mình nhìn mắt thường các bạn chưa hề thấy là SC vuông góc với BH. Chúng mình lật ngược lại. Tức là BH của các em cần vuông góc với một mặt chứa SC. Mặt nào chứa SC? Đố các bạn biết mặt nào chứa SC. Chọn mặt nào. Có rất nhiều mặt chứa SC. Nhưng các bạn chọn mặt nào? Mặt nào? Thầy chỉ muốn SH tặng học sinh thôi á. Ừ đúng rồi, thì 10 điểm thì chẳng tặng. Đúng không? 10 điểm thì tặng. Các bạn phải hiểu ấy. Lớp off của thầy ấy, là lớp ở Hà Nội của thầy ấy, là các bạn phải hiểu ở Hà Nội các bạn ý học rất là cần học đều các môn. Thầy tư tưởng là không cần phải 98, không cần phải 10. Các bạn chỉ cần 94 thôi. Sau đó 2 câu cuối các bạn random, nhân phẩm. Thế là các bạn được 96, 98 hay là 10. Lúc đấy thì các bạn phải hiểu ấy là 9,6 là đỗ được ti tỷ trường rồi. Gần như trường nào cũng đỗ rồi. Gần như thế rồi nên các bạn chỉ ôn đến 9,6 thôi. Còn hai câu cuối ấy, không một thằng thầy nào dự đoán được cái đề hai câu cuối là cái gì. Mỗi năm nó lại cho một kiểu khác nhau. Đúng không? Mỗi năm cho kiểu khác nhau. Nên thầy tự tin trong năm vừa rồi ấy, về mặt đoán đề nhá, là trong cái khóa tổng ôn pro và luyện đề pro của thầy là đúng chính xác. Chính xác chỉ phải thay số. Những cái nội dung trong khóa học là 45 câu. Còn đâu có 3 câu nữa là 3 câu mà các bạn phải kết hợp nhiều kiến thức với nhau để các bạn giải. Đấy, chứ không phải là dự đoán chuẩn 100% là 48 câu. Còn chuẩn chỉ thay số là 45 câu. Thì cái này thì mấy hôm nữa thôi là thầy lại up lại cho các bạn là cái đề chính thức và cái đề của thầy nó giống nhau như nhà. Đúng sai thay số hay không? Không phải lại bảo tao nổ, tao chém gió. Chuẩn 45 câu, thay số. Còn đâu 3 câu kia nó hỏi vận dụng nhiều kiến thức hơn. Nào, bây giờ ta có tiếp. BH cầm trong mốt phố SAC. Chính xác rồi, Nguyễn Minh Khuê trả lời đúng rồi. SAC. Bởi vì sao? Nó vuông góc hai đường. BH vuông góc đường gì em? SA. BH vuông góc với đường gì nữa? AC. Chuẩn đét chưa? Đủ hai đường, xong, hết bài. Đúng không? BH vuông góc với SA. BH, mình nhìn nếu sơ đồ thôi. AC. Thì BH của các bạn vuông góc với mặt phẳng SAC. Ok chưa? Mà ở đây SC lại nằm trong mặt phẳng SAC. Còn đây suy ra các bạn sẽ có ngay BH auto vuông góc với SC. Mà SC lại vuông góc với BK. Vậy SC vuông góc với BHK. Hết bài. Các bạn thấy nó mưa chưa? Khi nào thầy dạy tổng ôn luyện đề á? Chưa. Đợi đi. Thôi, thì không quảng cáo khóa học ở đây. Thì các bạn hôm nay khóa này chỉ dạy miễn phí cho các bạn thôi. Thế chứ, còn bạn nào muốn tìm hiểu khóa học của thầy ấy, là các bạn cứ inbox cho thầy nhá. Inbox fanpage ấy, đừng inbox Facebook cá nhân của thầy. Loạn chết. Lúc ta còn nhắn tin với cả người yêu tao chứ. Hoa hậu Ngọc Trinh các thứ chứ. Còn đâu các bạn nhắn tin trên fanpage ấy, nhá. Nhắn tin fanpage ấy. Rồi, nói chung ấy là thầy nói luôn là các bạn bây giờ các bạn chỉ cần học hết cái khóa S1 của thầy thôi là các bạn đã thành bố thiên hạ rồi. Bởi vì trong khóa đấy nó thật là nó đầy đủ quá. Thầy thì thầy cam kết dạy 127 giảng ở trên cái khóa S1, tức là khóa chuyên đề ấy. Nhưng mà thầy thường là không giữ đúng cam kết. Đấy, bởi vì thầy luôn dạy quá cái số buổi đấy. Thầy cam kết 120 buổi nhưng mà bây giờ update lên nó đã gần 130 buổi rồi. Và từ giờ đến cuối năm trên cái khóa S1 này update tiếp chắc phải lên 140 buổi. Đấy, Tiểu Hí á, Tiểu Hí đang cạnh thầy này. Các bạn có thể gọi Tiểu Hí ra không? Ơ kìa. Tiểu Hí ngay cạnh thầy này đây, cạnh thầy. Các bạn có cần thầy kêu Tiểu Hí ra nhảy của các bạn
tập thể dục cho nó đỡ mệt mỏi không? Sợ học hành mệt mỏi quá, nhảy nhót tí. Đây, để thầy gọi Tiểu Hy ra nhảy với các bạn nha. Đấy, các bạn thấy. Gọi ngay tập thể dục cho nó sảng khoái. Nhà thầy có gì đâu, còn hot girl. Nhà chẳng có gì ngoài hot girl cả. Tròn luôn. Đây, các bạn nhìn này, đây là khóa S1 nhá. Đây, bài giảng có này. Mấy bài giảng rồi, bài tập các bạn luyện cũng thế. Chấm điểm luôn cho các bạn. Là chuyên đề hàm số các bạn này. 22 bài này. Đấy, nó kéo xuống dưới. Úi dồi, bét nhẹ. Đây, kéo mỏi tay luôn. Cả Casio, cả giải tay, lẫn cả tự luận. Trong này nó có hết. Các bạn cầy hết cái đống này thôi. Đang Pro Max rồi. Mà cái khóa này còn đang được giảm giá 50% nữa. Đến 1 tháng 9 ấy, còn có mười mấy ngày nữa thôi. Là nó đóng cái phần khuyến mãi vào rồi rồi. Nên bạn nào muốn đăng ký, các bạn đăng ký sớm nha. Cũng đến lúc là lại muốn học thầy quá mà đến lúc tăng giá rồi lại trách thầy. Rồi. Hôm nay học đến đây thôi nhờ. Hôm nay thầy kết thúc cho các bạn cái phần cách vẽ hình và chứng minh đường thẳng, vuông góc với mặt phẳng. Buổi sau thầy dạy tiếp cho các bạn là cái phần chứng minh hai mặt phẳng vuông góc với nhau nhá. Và cái phần sang phần khoảng cách. Để xem nhờ, sang phần khoảng cách. Hôm qua em vừa vào thấy phần 3 tìm mi mắc lần trước có mới phần 2 đúng rồi, update mà. Lần trước ấy là qua S1 thầy chỉ có phần 1, phần 2 thôi, về thầy update thêm phần 3 nữa. Phần 3 ở đây nó là gì? Đó là những bài luận văn dụng cao. Úi giời, các bạn nhìn thấy khủng khiếp chưa? Cơ bản để nâng cao luôn mà. Nâng cao luôn. Khủng khiếp luôn. Đấy. Có hết nhá, có hết nâng cao. Không thiếu. Thôi, nghỉ thôi. Rồi, chúc các bạn ngủ ngon nhé. Chúng ta chào nhau một cái nhá. Chào nhau một cái và nhớ lắp bài tập lên nhá. 12 giờ thầy sẽ up cái phần bài tập lên đấy nhá. Đây, các bạn nhìn mở lại cái lớp hình không gian của chúng ta lên. Lớp hình không gian đây. Bài học đây, đúng 12 giờ 18 tháng 8 này. Thấy chưa? Là thầy sẽ up phát hành cho các bạn cái khóa này lên để các bạn nhớ làm bài tập về nhà trên này. Còn cái chứng minh vuông góc thì thầy sẽ up vào 20 tháng 8 nhá. Up thêm vào các bạn 20 tháng 8. Hay thầy edit nó up luôn một thể nhỉ? Up luôn một thể không? Up luôn nhỉ? Up luôn nhé. Up luôn nhé. Cho nó zoom cửa zoom nhà nhé. Sợ các bạn làm nhiều quá thôi. Thôi cứ up luôn đi. Các bạn đang rảnh mà. Làm luôn nhỉ? Rồi nhớ nhá. Chúc các bạn ngủ ngon nhá. Rồi bye bye. Chào các em. Rồi chào các em. Và bây giờ thầy bắt đầu lọc thành viên này để thầy kích cái bọn không học ra khỏi nhóm cho nó đỡ rác nhóm. Bye bye. Bye bye.